nên chị thấy bên Yến gần gần đây đúng không? Hay là đãi có một người đó? Rồi hello mấy chị nha. Thằng lẽ đó hả? Hơi cục hả? Có hơi cục hả mấy cái cầu luôn á. Cho chị cái kéo với kéo chị để đăng nè. Còn một cái kéo nữa đây nè. Rồi hello mấy chị nha. Chị nào vô rồi cho Hải xin nút chia sẻ like nè. Hãy tặng hàng lẻ chút nha mấy chị nha. Nhiều hàng lẻ quá. Tại sao mấy cái sơ mi này không có hàng like mà mấy chén này trộn xong rồi ao. Lúc tối chốt đồ chưa gọi hả em? Nhà em gom đơn thứ ngày mai mà nhà em gọi nha chị nha. Nhà em gom like đó chị. Nhà em like là thứ năm với lại chủ nhật là nhà em đi đơn ha. Ví dụ như mấy chị trước cái like mà thứ năm ấy là thứ hai, thứ ba, thứ tư là gom like tới thứ năm chốt đơn nha mấy chị nha. Thứ sáu, thứ bảy là chủ nhật bên em gọi chốt đơn nha mấy chị nha. Nhà em đi đơn một tuần hai lần như thế nha mấy chị nha. Chứ nhà em không đi đơn một nên là bạn rất là tiện luôn. Ví dụ như bạn xem like hôm nay đúng không? Phải bạn chưa chọn đủ đơn thì ngày mai bạn có thể chọn tiếp ha. Để ví dụ như gom like ví dụ như là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là mình đi đơn nha mấy chị nha. Thứ sáu, thứ bảy chủ nhật đi đơn nha mấy tình yêu nha. Chị nào mà khách mới chưa biết á thì hỏi Hải cho mấy chị nha. Đơn hôm nay là ngày mai nhà em gọi gom đơn vô luôn nha mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Và cái mẫu này là mẫu lẻ nha mấy chị nha. Mẫu lẻ của khách này bỏ đơn, xả đơn. Hoặc là bạn mà mua hàng mà ví dụ như mua 3 cái, mua 3 cái xả một cái nhà em xả hết đơn và không có bán lại lần thứ hai nha mấy chị nha. Nên là mình chốt chắc nha mấy chị nha, tại vì em bán rất là rẻ luôn. Nên là em muốn là chốt chắc cho những chị nào mà ví dụ như mình chốt chắc á mấy chị nha mấy chị nha, chứ không phải là chốt được mã này xả mã kia nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Chia sẻ like lên nha mấy chị nha. Hôm nay em lên cho mấy chị rất là nhiều hàng luôn mà đẹp lắm mấy chị, siêu siêu đẹp luôn. Ví dụ như cái váy này nè, lúc nãy giờ là xanh xe rồi đó mấy chị. Hôm nay hàng đẹp lắm nha mấy chị nha. Nè. Đẹp quá nên là phải bung hàng ra like đó mấy chị, chứ không là chưa like đâu. Tại vì hàng quá trời nhiều luôn. Đây nè mấy chị nè. Ôi cái đầm này mà mặc đi chụp hình nè. Xong mã này kia là xuất sắc nha mấy chị yêu nha. Rồi em lên mã tặng trước cho mấy chị nha. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em còn chốt tặng đi. Tặng kèm số điện thoại chia sẻ like cho nó lên cho em mấy chị. Rồi chia sẻ like dùng cho em nha mấy chị nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai cho Hải xin một nút like bài viết. Các bạn xem like cố gắng tương tác dùng cho em ha, cho em xin một nút là bài like nha mấy chị nha. Thả tim thả like lên để nó có tương tác cho mấy chị. Mấy chị cứ thả tim thả like với lại mình chia sẻ like dùng cho em ha. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Tặng kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Lên nhanh dùng cho em với mấy chị. Fanpage của nhà em bữa nay bị mất tương tác trầm trọng luôn á. Nhưng mấy chị nha, nó không có lên luôn. Nhưng mấy chị nha. Rồi lên nhanh dùng cho em, mã dùng cho em có nhiều lắm em, đợi một chút xíu nha, xíu chị lên ha. Tặng kèm rồi lên số điện thoại mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em, nó cứ đứng hoài cái chỗ mà 115 người xem. Nó không lên mà nó cũng không xuống luôn mấy chị. Nhưng mấy chị nha, nên là mình cố gắng mình tương tác lên với Hải với. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em lên nhanh nha mấy chị nha. Tặng kèm số điện thoại cái áo này bạn ra ngồi mấy bạn mua là 190 đấy. Bữa nay là 190 nha mấy chị nha. Rồi lên nhanh dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Chốt liền cho em mã tặng. Mã tặng đâu? Chứ gì Thanh Vân Hoàng Thị nè. Thanh Vân Hoàng Thị ha. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Rồi có mình dùng cho em mã dùng cho em. Rồi bắt đầu em lên luôn nha mấy chị nha. Cắt bôi em lên luôn ha. Rồi lên liền cho em mã tặng 39 ngày thôi. Em lên luôn đi rồi em lên hàng luôn cho mấy chị luôn. Đông thì like hàng mới, còn ít thì em like hàng sale ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Hôm nay hàng mới đẹp lắm. Quỳnh Thi chia sẻ like lên giúp em đi chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên nhanh dùng cho em mã nha mấy chị nha. Có mình dùng cho em cái mã này là mã... À mấy? Tặng 39 ngàn dùng cho em. Con này là cái áo này mấy chị nè. Cái áo Balenciaga, áo dạ quang nha mấy chị nha. Em tặng luôn 39 ngàn luôn. Rồi lên nhanh dùng cho em mã dùng cho Hải. Tặng 39 ngàn lên giúp em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã tặng 39 ngàn dùng cho em. Rồi lên nhanh dùng cho em mã áo nha mấy chị nha. Áo hoa này tặng luôn cho mấy chị 29 ngàn. Lên liền cho em mã tặng 29 ngàn dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 29 ngàn nha mấy chị nha.
chị hãy qua mã tặng nha, hãy lên hàng tặng mấy chục này cho nhanh thôi, mấy triệu tặng nha. Tặng 3 chén heo hồng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè, tin chưa? Rồi lên liền cho em cái mã này là mã tặng áo hoa dùng cho em nha, mấy triệu nha. Tặng áo hoa dùng cho em 29.000 dùng cho em. Mấy bạn ơi càng đông thì lên hàng mới. Tặng 2 chén chứ Du Nguyễn đến hay không? Thật sự luôn ấy. Tại vì là tương tác kém quá mấy chị không có nhiều chia sẻ like đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em tặng luôn mấy chị con áo này luôn 49.000. Rồi lên liền cho em mã tặng 49.000, em có một con thôi nè. Tặng 49.000 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã tặng 49.000, em có một mấy con. Mấy chị chia sẻ like để chế độ công khai với em mấy chị, tặng 49.000 cho em ạ. Lên liền cho em mã tặng 49.000 dùng cho em. Rồi lên liền em mã tặng 19.000 dùng cho em nè, em có một con duy nhất. Lên liền cho em mã tặng 19 nha mấy chị. Tặng 19 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã tặng 19 dùng cho em. Tặng 49 cho Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã váy này nha mấy chị nha. Trời ơi váy này xinh lắm luôn ấy. Tặng luôn cho mấy chị 59.000 luôn. Lên liền cho em mã tặng váy 59.000 dùng cho em. Trời ơi váy này đẹp lắm luôn nha. 52kg đổ lại ok. Bạn nào vô Hiền bé là có nha mấy chị nha. Tặng 19 chứ Quỳnh Hương. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã này là mã 59. Tặng 59.000 dùng cho em. Một con duy nhất. Váy 59 cho em tròn 687. Rồi lên liền cho em mã quần thái size L dùng cho em. Quần thái size L nha mấy chị nha. Quần thái size L em tặng luôn cho mấy chị luôn 49.000. Lên liền cho em mã quần thái size L 49.000 dùng cho em. Quần thái size L 49.000 dùng cho Hải này. Đây là mỗi mã hàng sale có một con thôi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã sơ mi dùng cho em nè. Sơ mi dùng cho em ha, tặng cho mấy chị con này 59.000. Quần sơ L 49.000 Rồi lên liền cho em mã sơ mi 59.000, em có một con nè. Sơ mi 59.000 nha mấy chị nha. Rồi cái áo mà em bán nhiều khủng khiếp luôn ấy. Ai 99 nè, tặng luôn cho mấy chị luôn đi. 69 nè, lên liền cho em mã tặng 69. Áo xô trắng dùng cho em 69 nè. Các bạn để ý nha các bạn nha. Tại vì em khớt mới mã kèm số điện thoại lên giúp em nha. Em thấy á, một sơ mi lên cho Hiền Hiền. Cái nhóm mà hàng mà người ta nói chung là hàng mà hàng thanh lý, mà thanh lý hàng xịn đó mấy chị. Mấy con áo xô mà tát mái chờ neo như thế này nè. Các bạn có biết là người ta thanh lý là giá là 190 á, là giá người ta đã mặc mấy lần rồi đó nha mấy triệu nha. Còn đây nhà em là hàng mới nha mấy triệu nha, mà em bán cho mấy chị 69.000. Hàng mới là em bán giá 99.000 nha mấy triệu nha. Đây là hàng sale nha mấy triệu nha. Em tặng cho mấy chị 69.000, trong khi đó người ta mặc mà mặc hai ba nước, nói chung là mặc mấy nước rồi người ta vẫn thanh lý cho mấy chị giá là 200.000 đó nha mấy triệu nha. Mấy bạn mua hàng mới các bạn còn rẻ hơn cả hàng người ta mặc rồi á nha mấy triệu nha. Xô 69 Nguyễn Trinh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi con này em tặng ngốc cho mấy chị luôn với giá là 69.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã này là mã áo. Áo này ghi liền cho em mã áo gấu dùm cho em, tặng luôn mấy chị 69.000. Rồi chốt liền cho em mã áo gấu dùm cho em 69.000, em có một con này mấy chị nè. Rồi lên nhanh dùm cho em mã áo gấu 69.000, có một con thôi. Lên liền cho em mã gấu nha mấy áo chị. Áo gấu cho em 69 đi ạ. Lên liền cho em mã áo gấu 69.000 dùm cho em. Rồi ghi liền cho em mã này là mã áo loan dùm cho em, tặng luôn cho mấy chị luôn 49.000. Lên liền em mã áo loan 49.000. Loan dùng cho em 49.000 dùng cho em. Chờ lấy cho em mã áo loan. Áo gấu 69 và áo loan 49 mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã áo kem này nha mấy chị nha. Tặng luôn cho mấy chị 39.000 luôn. Lên liền cho em mã áo kem dùng cho em 39.000 dùng cho em. Loan 49 cho Hàm My. Kem 39.000 dùng cho em. Chốt liền em mã áo kem 39.000. Áo kem nha mấy chị nha, 39.000 dùng cho em. Xả hết mấy cái đơn này luôn đi. Nhiều quá rồi mấy chị ơi. Mấy chị không nghe máy á. Với lại mấy bạn không đủ đơn á nên là em thật sự luôn á, like nào em cũng nói cho á, các bạn cố gắng trộn đơn trên 100.000, tại vì nhà em bán rẻ lắm, rẻ thật sự luôn. Một cái áo mấy bạn đi xem like chỗ khác nó sẽ trên hơn nhà Hải 50.000, nên là người ta sẽ đi đơn cho mình. Còn Hải bán một cái áo như thế này nó có 79.000 thôi, Hải lãi đúng được 10.000, thật nhiều lúc là được 5.000 nữa luôn mấy chị, nên là các bạn cố gắng trộn đơn. Em 39.000 trần 243, chị Yến Trần 243 ơi, trộn thêm thì cọc với em 20.000 khoảng nhỉ. Các bạn không trộn đủ đơn á, xong em phải xả tới xả lui, cuối cùng mấy chị từ 79.000 xả còn có 49.000. Đau lòng lắm mấy chị. Nên là mấy bạn nào mà khách mới hay là khách cũ gì cũng vậy nha, cố gắng trộn đơn trên 100.000 để nhà em đi đơn với nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã áo trắng, tặng luôn cho mấy chị 59.000. Lên liền em mã trắng 59.000 dùng cho em. Ngày mai ai bên em đi đơn mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã trắng 59.000 dùng cho em. Áo trắng 59.000 dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã con hoa Yara dùng cho em nè. Hoa trắng cái độ dung. Rồi chốt liền em mã hoa xô Yara nha. Hoa xô này em tặng luôn cho mấy chị luôn với giá là 39.000. Lên liền em mã áo xô Yara. Không chị Giang Phạm nha. Rồi chốt liền em mã áo xô Yara nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nha mấy chị nha. Áo xô Yara dùm cho em 39.000. Rồi lên liền em mã áo tơ ngọc dùm cho em 39.000 luôn. Chốt liền em mã áo tơ nha mấy chị nha, 39.000 cho Hải. Chưa chị Phụng Lê ngày mai kìa. Xô 39.000 cho heo hồng. Rồi lên liền cho em mã áo tím dùm cho em 39.000 luôn. Lên liền em mã tím 39.000 dùm cho Hải.
tím 39.000 nha mấy chị nha. Chốt liền em mã tím 39. Tím 39 lên liền em mã tím 39 ha. Rồi cho đổi vô. Cho em mã váy đen dùng cho em. Váy đen ôm body nha mấy chị nha. 29.000 lên liền em mã váy đen dùng cho em. Váy đen nha mấy chị nha. Rồi cục này là xíu cuối lại em sẽ tặng. Tiến Trần ơi, chọn thêm thì cọc liền giúp em đi chị ha. Cọc giúp em 20 ngày vào tài khoản của em chốt tiếp cho. Lên cái đầm này. Tím 39 rồi chị Kim. Nghe giá xong là xỉu luôn nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em váy này em tặng luôn cho mấy chị luôn ha. Với giá là 99.000 lên liền cho em mã váy hoa 99.000 duy nhất một mình hãy like thôi. Chế nào hôm nay chốt váy mà hàng mà đang hot á thì nhớ xem like nha mấy bạn nha. Rồi lên nhanh dùng cho em mã váy hoa dùng cho em tặng cho mấy chị 99.000 dùng cho em. Các bạn không cần phải đi lấy sữa chỗ khác đó các bạn nha, các bạn nha. Của Hải nè, ví dụ như váy hoa này nha, rẻ hơn cho mấy chị cũng phải là một tầm khoảng 50.000 giá lẻ nhớ bạn nha. Các bạn đi lấy là nói chung con cái hoa này phải là 150.000 giá sỉ đó. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã hoa dùng cho em. Hoa 99 hiền hiền. Lên liền em mã váy hoa dùng cho em 99.000 dùng cho em. 60kg nữa làm em ok ha. Lên liền em mã váy hoa 99.000 dùng cho em. Lên liền em mã hoa nha mấy chị nha, 99.000 dùng cho em. Hoa 99.000. Hoa xuân nguyện. Rồi tiếp một con hàng hot con này nha, hai cục con này. Hoa đi dung nguyện. Lên liền em mã hoa 99.000 dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã hoa xanh 99.000 luôn. Trời ơi mấy chị ơi, nó quá trời rẻ luôn. Em Facebook Trần Yến, Trần Yến thì cộng hồi nào vậy? Yến Trần. Yến Trần, Trần Yến luôn á. Lúc qua có gặp chưa? Là ai? Lúc qua có ai cộng không? Yến Trần, Trần Yến là ai? Thì cũng là một đó. Em không biết đó. Chưa, Trần Yến thì cộng lúc nào chị ơi? Rồi lên liền dùng cho em mã dùm em ha. Rồi lên liền cho em mã hoa xanh dùm cho em 99.000 dùm cho em ha. Rồi lên lẹ dùm cho em mã hoa xanh 99.000 dùm cho em. Yến. Trần Yến 687 hả? Ở như Trần Yến mà mua nhiều với em đúng không chị? Ok chị nha. là chị. Mấy chị đổ Facebook em không nhớ. Rồi lên liền em mã hoa xanh 99.000 dùm cho em. Hoa xanh 99 như Dung Nguyễn. Rồi lên liền em mã hoa xanh 99 như Phụng Lê. Hoa xanh 99 như Lan Nguyễn. À xếp caro tối còn không Hải ơi, hết rồi chị ơi. Hoa xanh 99 chị Thanh Vân Hoàng Thị lấy mấy hoa nào ạ? Rồi lên liền em mã hoa xanh mấy bạn, rõ ra để khỏi nhầm nha. Rồi lên liền em mã hoa xanh dùm cho em 99.000. Hôm nay bầu bí bông trang vô tư ha, 60kg đổ lại để mang đẹp hết, đẹp lắm. Riêng cái con này nha mấy chị tranh thủ chốt đi, rất là xinh ha. Rồi lên liền cho em mã hoa xanh dùm cho em với giá là 99.000 dùm cho em. Lên nhanh nha mấy chị ơi nha. Mấy cái hàng này mấy bạn chốt lại đi. Hoa xanh 99.000 chị Thanh Vân Hoàng Thị lấy mấy hoa nào chị ơi? Chị Thanh Vân Hoàng Thị lấy mấy hoa. Mấy hoa trước là mấy hoa xanh nè. Hoa nào chị ơi, cho chị mấy cục đường linh. Hoa xanh nhân ngô thì cục lan. Giờ lấy hoa xanh trước, hoa xanh dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã yếm 89.000 có sẽ dùng cho em nè. Con yếm này chị có được có mấy con thôi nha. 5 con thôi. Giờ lấy yếm chút yếm dùng cho em 89.000 có sẽ dùng cho em. Đây xanh này cho mấy chị nào mà 60kg đủ làm này ok. Cái yếm này xinh lắm, mấy chị có thể mang cặp với lại con mình luôn ha. Hai mẹ con mang cũng dễ thương lắm. Cái yếm này ai mang cũng được hết nha mấy chị nha. Rồi lên nhanh dùng cho em mã dùng cho em nè. Bán rẻ mà thấy không son đúng không? Yếm 89.000 lên cho em, hoa xanh cho Thanh Vân Hoàng Thị. Rồi lên liền cho em mã yếm dùng cho em mấy chị. Chốt lại dùng cho em mã yếm nha mấy chị nha. 89.000 bầu bí bông trang vô tư luôn. Rồi lên nhanh dùng cho em mã yếm dùng cho em. 89.000 có sỉ dùng cho em. Yếm 89 cho chị Phụng Lê. Lên liền cho em mã yếm nha mấy chị nha. 89.000 có sỉ dùng cho hả? Giờ lên liền mã yếm 89.000 giúp em ạ. Mấy chị, lúc tối em còn quần mà em quên mất tiêu. Mấy chị em còn một cái mã quần kem nữa mà quên mất tiêu. Rồi lên liền cho em yếm 59 cho Phú Thanh Hình, yếm 59 cho Gold Tee. Rồi cái này ghi liền cho em mã dùng cho em, váy vịt dùng em 129.000 có sỉ dùng cho em, váy vịt dùng cho em ha. Mấy cái mẫu này trend lắm. Và hãy cam kết cho các bạn luôn, mấy bạn mua hàng của nhà em á, chưa bao giờ bạn cảm giác mà bị hớ. Yếm cái gì Võ Tuyết? Chưa bao giờ có cảm giác mà ồ sao bị hớ này kia đâu mấy chị, lúc nào nó cũng rẻ hơn ở chỗ khác 50-60 ngàn. Thôi mà yếm 59 ạ. Nhưng mấy chị yêu nha, rẻ hơn chỗ khác 50-60 ngàn là chuyện bình thường. Nhưng mấy chị yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã váy vịt dùng cho em 129.000 dùng cho em. Lên nhanh dùng cho em mã váy vịt ha. 65kg đổ lại men ok. Bà nào mà bầu mà thích mặc thoải mái thì mà lấy mấy cái con này cho Hải nha. Rồi lên liền cho em mã váy vịt dùng cho em 129.000 dùng cho em. Lên liền em mã vịt. Vịt 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 nha mấy chế yêu nha. Giờ lấy vịt chút vịt dùng cho em. Còn em lấy sân cỏ dùng cho mấy chế nè. Quần này có 79.000 có sỉ mấy chị. 79.000 có sỉ. Rẻ quá trời rẻ. Ui đẹp chưa. Rồi cái này em có size cho mấy chị là size M nè. Size M này cho mấy chị nào mà 60kg đổ lại men ok luôn á. Tại vì có lưng chung ở đây nè mấy chị nè. Lưng chung nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mà A1 dùng cho em 79.000 có sỉ. Và cái quần này là mẫu đó. Giống đúng không ta? 1301 rồi giống nè. Đây. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A1 nha mấy chị nha, cho khỏi bị nhầm. Có 79.000 một cái quần hàng cao bao này. Đây nha mấy chị nha, có này.
mấy chị lấy lẹ đi, không bao giờ có xỉ cái quần này luôn, 79 ngàn. Đây nha mấy chịu nha. Rồi lên nhanh dùng kem mã, dùng kem ở một cho Phương Trần 009. Rồi lên nhanh dùng kem mã A1 nha mấy chịu nha, 79 ngàn. Bà nào mà mặc quần không to mà không lấy được mấy cái quần này là tiếc nha. Ít bữa đừng hỏi Hải ơi sao Hải không có like quần nha, tại vì like xong là hết rồi mấy chị nha, mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mặc A1 dùng cho em với giá là 79 ngàn một con quần sọt, đẹp lắm, siêu đẹp luôn. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mặc A1 nha mấy chị. A1 79 ngàn luôn chứ em. A1 dùng cho em 79 ngàn, quần rinh dùng cho em đẹp lắm. Rồi chốt nhanh dùng cho em mặc A2 dùng cho em yếm này mấy chịu nha, 89 ngàn có tỷ dùng cho em. Rồi lên liền em mặc A2 99 ngàn. Rồi dọn hồi nãy lòn cái đầm yếm kia rồi 89 à. 99 mà. À 99 à. Cô yếm nó bao nhiêu? Rồi tắm lộn rồi, thôi đại đi. Rồi lên liền cho em mã quần này. Mấy quần này đẹp rè. Không mà đẹp thật đó mấy chị nào mua quần của nhà em mấy đợt trước là biết đó. Nó cùng một hãng một lò ra luôn ấy, nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A2 dùng cho em yếm dùng cho em 99 ngàn. Cái kia là em đọc lộn rồi đó mấy chị, mà thôi lỡ mấy mã rồi. Rồi lên liền cho em mã yếm dùng cho em ha. Lên liền em mã A2 dùng cho em. A2 này 99 ngàn có sỉ dùng cho em ha. Em có cho mấy chị được 4 con, 4 con duy nhất nha. Chiều lấy thì chốt đi dùng cho em mã dùng cho em. Tôi liền cho em mã 179 cho Nguyễn Thị Thanh Thu. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngàn để ngày mai em đi đơn luôn mấy chị nhở. Rồi lên liền cho em mã A2 dùng cho em 99 ngàn dùng cho em. A2 99 ngàn lên dưới em cho Phụng Lê. Tôi liền em mã A2 99 ngàn có sỉ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A2 giúp em 99 ngàn Dung Nguyễn. Rồi lên liền em mã A3 99 ngàn bộ nha mấy chịu nha, bộ đùi dùng cho em. Bộ này là hàng hãng nha mấy chịu nha, lưu ý dùng cho em hệt. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Vừa xem mà chị sẽ lên tương tác với cho em mấy chị ạ. 60 ký đủ lại men ok dùng cho em. Chốt liền cho em mã A3 dùng cho em 99 ngàn có sỉ, em có được 2 bộ này mấy chị nè. 2 bộ nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Yếm A2 cho Hồng Nhung. Rồi lên liền cho em mã này là mã A4 dùng cho em. A4 dùng cho Hải 89 ngàn có sỉ dùng cho em nè. Chốt lại dùng cho em mã A4 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Hải có được 3 bộ A4. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em. Ủa sao chị không thấy lên luôn lắm chứ. Có 2 bộ A3 cho Kim Hiền. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho Hải. A3 Nhật Minh cho chị cái set mà. Cái set mà cái áo ghi lê mà màu màu nâu á kìa, ở ngoài đó còn á. Cái váy á đúng rồi, mình chốt nhiều quá. Với lại cho chị cái set set kem đó luôn nè. Cái set giả, mấy bạn quá trời nhắn tin hỏi luôn á. Mà em là cái con mà lười biếng nhất ở trong mấy bán hàng đó mấy chị. Mấy chị cứ nhắn tin hỏi này còn hay không, em không biết mấy chị ơi, tới lúc mà ngày mai soạn ra mới biết. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Lên liền em mã A5 nha mấy chị nha. A4 89 ngàn. A4 với Trần Dương. Rồi lên liền cho em mã A5 89 ngàn có sỉ. A4 với Trịnh Thị Linh Chi. Rồi lên liền em mã A5 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Tại vì em có nhiều hàng quá mấy chị. Mấy chị hỏi là em mẫu này còn hay A4 với Trang Liên. Mẫu này còn không hải, mẫu kia còn không hải là không nhớ được mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A6 dùng cho em tặng luôn mấy chị, 99 ngàn có sỉ dùng cho em. A5 cho Thanh Nhàn. Rồi lên liền cho em mã A6. Trời ơi cái set này nó đẹp quá trời luôn, 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã, bữa nay bắt đầu nóng mà mấy chị, nóng mà muốn toát mồ hôi luôn nè. Cái bữa là hôi luôn mấy chị, bật máy lạnh là lạnh luôn bữa nay nè, cái mồ hôi hột. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, đi dùng cho em mã A6 giúp em ạ. Lưng chung phía sau 99 ngàn có sỉ, lên nhanh dùng cho em. Video là em quay nha mấy chế nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A6 Trần Dương. Rồi tiếp cho mấy chị siêu phẩm này nè. Chưa, chị chưa lên, chị còn để bên hông này có ấy, lên nhiều lắm. Rồi lên nhanh dùng cho em mã nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã A7 dùng cho em. Rồi lên liền em mã A7 dùng cho hả. A7 nha mấy chịu A6 cho chị khách mới mã kèm số điện thoại cho em cho chị Phương Trần. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em. A6 cho Đặng Minh. 119 ngàn có sỉ dùng cho em. Một con đầm đây mấy chịu nha, ở dưới là đuôi cá này mấy chị. A6 cho Hồng Khoa. Sau rồi kèm cho mấy chị một con áo ghi lê nữa, nó xuất sắc gì đâu luôn. Lên liền cho em mã A7 dùng cho em với giá là 119 ngàn. Lên nhanh dùng cho em mã A7 119 dùng cho em. Sara Nga khách mới mã kèm số điện thoại lên giúp em ạ. Đây A6 Mất Hy. Rồi lên nhanh dùng cho em mã A7 dùng cho em nè mấy chị nè. A7 119 ngàn có sỉ dùng cho em. Rồi lên lẹ mấy chị. A6 Xuân Quỷ. Mà thấy có A6 rồi. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em, 119 ngàn có sỉ dùng cho em. Hãy có được 10 xếp.
Chưa gì Huỳnh Tú, ngày mai em mới gọi ạ. Bữa nay em gộp đơn cho đi luôn chị. A7 119 lên cho em cho Phụng Lê. Thôi lên liền cho em mã A7 cho mấy chị nha. Chị Phương chào Huy Hùng. Hồi tối lấy quần đen này chưa? Chị nào mà nhà em báo hết thì bây giờ chốt về. Còn đúng 10 con cuối cùng luôn ý. A7 lên cho em cho Quý Phan. A8 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã A8 69.000 tối kỷ dùm em quần này nè. Đây nha mấy chị. Phụng Lê có rồi nhỉ? Bữa em A6 lúc nãy tính chính cây xa ra Nga. Em mở theo cây là thêm một cây Shopee để bán hàng để đó mấy bạn. Nên là mấy cái quần này em thấy ở trên Shopee á, người ta bán hàng giá nhiều lắm luôn á. Nha mấy chị nha. Đây là hàng nè, chuẩn luôn nè mấy chị nè. Mà em bán có 69 ngàn à. Lên liền em mã A8 dùng cho em. 65kg đổ lại đều mang ok cho Hải luôn ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A8 dùng cho em. 69 ngàn có sỉ dùng cho em ha. Bao bì tác mát như thế này luôn là bao hàng rẻ cho mấy chị luôn á. Nhớ bạn nha. Không bao giờ bị hố hết trơn á. Các bạn mua ở ngoài 120, 130. A8 cho Hoàng Vinh Trần. Chị lấy chốt liền em mã A8 dùng cho em. Với giá là 69 ngàn. Quá trời là rẻ, rẻ lắm luôn mấy chị, mua về mặt nha. Đây không có lên một tay gì Trần Duyên á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã A8 dùng cho em. A8 cho Phụng Lê. Lên nhanh dùng cho em mã A8. A8 cho mấy A8 cho Dung Nguyễn. Rồi chốt liền cho em mã A8 còn được mấy con. Hoàng Vinh Trần có rồi ạ. A8 cho Hồng Vy. À chị biết rồi bé Thảo ơi. Chị biết cái bộ đó rồi. Ok chị Hoàng Vinh Trần em biết rồi chị nhá. A8 chị Sương Nguyễn 200. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 để nhà mai video luôn mấy chị ạ. A8 cho Ngân Thu. Rồi lên liền cho em mã A9 dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi chốt liền em mã A9 119.000 có sỉ dùng cho em. Một con váy vịt. Rồi lên liền em mã A9 dùng cho em. Ok chị Quý Phan. Rồi lên liền cho em mã này là mã A9 dùng cho em. A8 cho Mai Thu Thủy. A9 cho mấy chị nha. Với giá là 119.000 có sỉ một con váy nè. Siêu hot luôn đó mấy chị. 60kg đổ lại men ok dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A9 dùng cho em nè. A9 cho mấy chị nha. Lên nhanh dùng cho em mã A9 119.000 dùng cho em. 119.000 em còn được 5 con cuối cùng mấy chị lấy chốt dùm cho em mã dùng. A9 cho Đặng Minh 119. Cái nha. Cái này nhỏ bất kỳ chuyện nữa. A9 cho Ivana. Rồi lên liền cho Hải cái mã. A9 cho Phụng Lê. Cho lấy liền mã A9 cho em 119 ạ. Còn vài con mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em. Em sẽ bán tặng cho mấy chị cái set này. Với giá là 139.000 có sỉ. Bao giá toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn nha mấy chị nha. Nguyên một cái set này luôn. Với giá là 139.000. Lên liền cho em mã A10. Size S, size M, size L đều mang ok cho Hải luôn. 139.000 bao giá cho các bạn luôn. Các bạn có thể đi mua hàng 300 mấy, 400 mấy nha. Riêng nhà em bán cho mấy chị cho Hoàng Vinh Trần 39.000 có sỉ cho mấy chịu nha. Lên liền cho em mã A10 dùng cho em. A10 cho Dung Nguyễn. A10 cho mấy chịu nha. A10 dùng cho Hải. Anh để cho chị đăng thải một bộ dùm em á. Rồi lên liền cho em mã A10 cho Đặng Minh. Rồi lên nhanh dùng cho em mã A10 cho mấy chịu nha. 139 mấy chị ạ. Ok chị nha. Dung Nguyễn có rồi ạ. Hãy không có quần ngố tay mở bụng. A10 Thi Thanh Thúy Nguyễn. Hãy không có nha, hãy không có quần ngố tay mở bụng tới mấy chị mà nó có tan thiệt không mấy chị. A10 cho Lan Nguyễn. Nó có tan thiệt không đó em biết đấy. Nè luôn. Rồi lên liền cho em mã A10 dùm. A10 139 cho Thanh Ngân. Ủa A9 để 119 luôn. Ừ. Mấy chị nó có tan thiệt không? A9 119 cho Thanh Ngân Nguyễn. Lên liền cho em mã dùm. A10 139 lên cho em 39 Thanh Vân Hoàng Thị có rồi ạ. Mấy chị ơi vừa xem cho Hải xin một nút like bài viết tương tác cho mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A11 139 như Lan Nguyễn có rồi ạ. Rồi lên liền em mã A10 Thanh Vân Hoàng Thị. A11 này là 109.000 có sỉ dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã A11 109.000. Size L là 60kg đổ lại em ok á. Ghi mặt bôi kem ấy chị à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi ghi dùng cho em mã A11 dùng cho em ha. Rồi chốt ghi dùng cho em mã A11 109.000 có sỉ dùng cho em ha. Thật sự luôn ấy, tóc la cái bà cứ hỏi chị Hải ơi, chị Hải còn bộ này hay không? Đây còn 4 bộ nè. 4 bộ nha mấy chịu nha. Chiều lấy thì chốt liền em mã bộ dùng cho em 60kg đủ lạnh em ok ha. Lên liền cho em mã A11 dùng cho em. Rồi chốt ghi dùng cho em mã A11 nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã A11 nha mấy chịu nha. A11 dùng cho em với giá là 109.000 dùng cho em. Chốt liền em mà A11 109.000. Thanh thật ở mấy chị, cứ để bữa nào em hỏi thử có không em đem về cho mấy chị mang ha. Phải tập thể dục với bông cây. À phải tập thể dục với bông cây. Mẹ luôn con.
thì bởi vậy mình muốn hỏi là khách là ví dụ như là nó tan thật ấy, thì em sẽ lấy hàng về cho mấy chị, tại vì em thấy cũng người ta cũng bán nhiều lắm, mà ví dụ như em lấy thì tất nhiên sẽ bán rẻ cho mấy chị để bạn kể có động lực để giảm cân thôi, chứ không có lời gì. Hoàng thị nha, 11 một lại chính như Hiền Hiền rồi, lên liền cho em mà A12 dùng cho em ha, chốt liền em mà A12 119.000 có sỉ dùng cho em, lên liền em mà A12 và còn cái này là còn được 5 set. A10 thứ trang có rồi nha, cái này là trong bao đúng không, trong bao đúng không, rồi cái này em còn được 5 set cuối cùng nha mấy chị nha, rồi lên liền cho em mà A12 dùng cho em với giá là 119.000, 5 set cuối cùng để 5 chị chốt ha, và cái này là không về lại nữa nha mấy chị nha, tại vì em về tới 4-5 lần rồi mấy chị. Rồi lên liền cho em mà A12 dùng cho em, 55 kg đổ lại em ok dùng cho em, thì em về nhiều lắm luôn rồi mấy chị, em không về nữa nha mấy chị nha, để mấy chị có nhắn tin hỏi, mấy chị không tin lên like ngày nào bạn cũng hỏi chưa mấy chị nha, mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị, rồi chốt liền cho em mã nha mấy chị nha. A12 119 cho bé em Phan. Lên liền cho em mã dùng cho em, A12 dùng cho em, 119.000 dùng cho em. Lên liền em mà A12 chỉ có size M thôi, em mua về bóp lại một chút xíu thôi, tại vì rẻ hơn ở ngoài 200.000 á. A12 cho liệu đi Vili. Rẻ hơn ở ngoài 200.000, em về em sửa chỉ có 10.000, 15.000 thôi, mà trong khi đó rẻ 200.000 á. Nha, thì cứ chốt đi mấy bạn, về sửa một chút xíu thôi. A12 cho Ngọc Như. Về mình sửa lại một chút xíu. A12 cho Linh Linh. Rồi tiếp nha mấy chị nha. À dục hàng vô cho chị quá. A12 cho Nguyễn Thị Thanh Thu. Lên cho mấy chị nha mấy chị nha. Đây. Rồi liền mà A12 giúp em 119 ạ. Lên liền cho em mã A12 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã này là mã A13 dùng cho em, 79.000, em có một quần rinh nha mấy chị nha. Rồi chốt thì dùng cho em mã A13 dùng cho em nè. A13 nha mấy chị nha. 79.000 có sỉ dùng cho em, mỗi mã em có một con thôi nên là em tranh thủ em chốt cho mấy chị ha. A13 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A13 dùng cho em. A13 79 ngay cho Hoàng Vân Trọng. Rồi lên liền em mã A14, em có size S, size M nè. Trời nó dế quá đi, mấy cái quần này mà 79.000 không thể tin được mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi cái dùng cho em mã này là mã A14 dùng cho em, 79.000 có sỉ nha, em có size S, size M nè. Quá trời. Em A13 còn một con nữa. A13 79.000 cho Hoàng Vân Võ. Rồi lên liền cho em mã A15 dùng cho em. Trời ơi nhức nách luôn. A15 này là size L nha. Lên liền em mã A15 size L dùng cho hả? 79.000 dùng cho em. Rồi lên nhanh dùng cho em mã A15 kèm size L dùng cho hả nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A15 dùng cho em. Lên liền em mã A15 size L, em có một con duy nhất nè. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã A15. A15 cho Trần Dương. Rồi A13 còn một cái nữa. A13 lúc nãy còn một con chứ giờ như kim. Rồi lên liền cho em mà A16 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mà A16 là cái này là kiểu giống như là một cái chân váy gì đó mấy chị. Nhưng mà là chân váy quần nha mấy chị nha. Một con duy nhất. Size của em đang cầm là size mấy chị 55 kg đủ làm em ok. Tại vì phía sau là chuông như thế này nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã máy đây đi em. A14 size M lúc nãy cho chị Loan Hồ. 13 1301 của vậy là phải là mấy cái này là chân váy hả? A16 cho Hình Trang. Lên liền cho em mà A16 dùng cho em. Ừ đẹp quá trời đẹp luôn mà. Ui đẹp chưa. Mấy chị mua cái này về may nè, sướng ơi là sướng luôn ý. 55 kg đổ lại men ok luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mà A16 dùng cho em. Có cho mấy chị được mấy con nè. Sợ cái chân quái này mặc đúng đẹp luôn rồi. Này mấy chị nào mà A16 cho Hoàng Vinh Trần. Chị nào xây to là quất luôn đi mấy chị. Lên liền cho em mà A16. A16 liệu đi Billy. Rồi lên liền em mà A17 dùng cho em. A17 52 kg đổ lại men ok. Lên liền em A16 Bảo Trâm Bộ Minh. A16 đó chị mình xây to lấy đi. Quần đó men sướng ấy. Kể giống như là mình mặc nó như là cái chân váy, nhưng mà thật ra nó là cái quần ở bên trong nha. Mình mặc nó thoải mái mấy chị, không có sợ lộ, không sợ gì hết. Đi đứng cũng dễ nữa nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mà A17 dùng cho em nè. A17 52 kg đổ lại men ok. A17 cho Hồ Nguyễn. Hai con rồi. A17 với Nga Nguyễn. Đó liền cho em mà A17 dùm cho em. Mã máy vậy ạ? 990 đúng không? Rồi lên nha em dùm cho em mã dùm cho em. Đó liền cho em mã cho mấy triệu nha. A17 dùm cho em đẹp chưa? A17 cho em.
79.000 thôi đó chị. Đâu gửi cho 7 phòng. Rồi lên liền cho em mà A18, em có được 2 con. A17 với thương tròn. Rồi lên liền cho em mà A18. Chị Liễu đi 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 ơi, chốt chắc nha chị ơi. Bên em không có chốt mã này đổ mã kia đâu. Nhà em trước giờ là A16 lên Mỹ Tuyết. Nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mà A18 dùm cho em nè. A18 này cho mấy chị nào mà 52 cái đổ lạnh này ok. Chốt liền cho em mà A18 dùm cho em, có 2 con nè. A18, 52 cái đổ lạnh này ok ha. Chốt liền em mà A18. A17 với em hết rồi, bây giờ lên mà A18 với em ạ. Đây liền cho em mà A18 mấy bạn ơi, chốt chắc trước khi mình bấm nha. A18 nha Vi Nguyễn. Để bán có 79.000 thôi mấy chị. A18 nha Vi Nguyễn. Chỗ khác nha mấy chị nha. Nên là em lên mẫu bạn suy nghĩ mấy bạn chốt chắc nha mấy bạn nha. Cũng không phải là bỏ ra mất công em nói này kia, bạn kêu là sao bán hàng mà khó tính như vậy, nhưng mới chịu nha. Tại vì em bán rất là rẻ luôn rồi, nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em, ảnh là mà A19, 99.000 có sĩ dùng cho em, áo Burberry dùng cho em ha. Đây là tan mát dùng cho Hải nè, tan mát xịn sò nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho Hải nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã này là mã mấy anh? A19 dùng cho em với giá là 99.000 có sĩ dùng cho em ha. Áo Burberry dùng cho em 60kg đổ lạnh, nói chung là các bạn mặc F10. A19 cho bụng lê. Rồi lên nhanh dùng cho em mã A19 dùng cho em. A19 cho chi tròn. Để cho các bạn xem cái mẫu sơ mi này nha, vì sao em bán 99.000 nha mấy bạn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên nhanh dùng cho em mã dùng cho em ha. Chốt liền em mã A19 dùng cho em. A19 nha mấy chịu nha. Rồi em lên mã dâu cho mình nè. A19 lên cho em cho Hà My Nguyễn. Rồi lên liền cho em. A18 em hết rồi, lên A19 cho em 99.000 bây giờ cho Linh Linh. Rồi lên liền cho em mã A20 dùng cho em. 99.000 có sĩ dùng cho em nè. A20 nha mấy chịu nha. Size cho mấy chị nào mà 58kg đổ lạnh em ok dùng cho em. Có quần đùi size S không? Có em, nhưng mà mấy cái đó là size S mang được luôn. Nhưng mà chị nói 52kg vì sao? Tại vì nó có co giãn. A19 nhòi thương pha. Co giãn nha. Nên các bạn mặc size S, size M này được á, co giãn, mặc rất là sướng luôn. Rồi lên liền cho em mặc A20 dùng cho em ha. Rồi chốt liền cho em mặc A20 dùng cho em nè. A20 dùng cho em 99.000 có sĩ dùng cho em nè. Có 3 set nè. Rồi lên liền cho em mặc A20. 20 phục lên. Rồi lên liền cho em mặc A21 dùng cho em nè. 99.000 có sĩ dùng cho Hải. Lên liền em mặc A21. Mỗi thứ em có cho mấy chị được 2 bộ thôi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Mấy cái bộ này dễ thương lắm mấy chị. Éo ngọt luôn á. Bà nào mà có con gái mua cho con gái cũng đẹp nữa luôn á nha. Mình có con gái mà tầm khoảng học cấp 2 này kia đó mấy chị, mua về cho con mặc cũng dễ thương lắm. Siêu cung nha mấy chị nha. 99.000 lên liền em mặc A21 dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mặc A21. Em có được 2 bộ nha mấy chị nha. 2 bộ nha mấy tình yêu nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. A21 dùng cho Hải. A21. Rồi lên liền cho em mặc A22. Em có 2 con size M này mấy chị nè. Rồi lên liền em mặc A22 dùng cho em. A22 size M dùm cho em với giá là 79.000. Xuất sắc luôn, kèm cho mấy chị một cái túi mini. Đây, một cái túi ở đây nữa nha, 79.000. Khẳng định luôn, rẻ hơn ở ngoài 100.000 cái quần này luôn. Đây. Đây nha mấy chị yêu nha, quần này là quần ngố size M. A22 là giúp em 79.000 ạ. Tác là tác mãi như thế này nha mấy chị yêu nha. Tác mãi nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, cứ dùng cho em mã A22 dùm cho em. 79.000 dùng cho em. Tớ liền em mặc A22 nha. A22 với Hiền Hiền. Rồi chốt liền cho em mặc A22 dùng cho em. Giờ lấy liền mặc A22 lấy cho em 79.000 còn một con thôi. Tớ liền em mặc A22 cho Nguyễn lên 354. Rồi tớ liền em mặc A23 dùng cho em một con. Một con áo đều 79.000 có sĩ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mặc A23 dùng cho em ha. Rồi chốt thì dùng cho em mà A23 là một con áo bèo như thế này nha mấy chị nha. Một con áo bèo rất là xinh luôn cho mấy chị nè. Coi dạng ở đây nha mấy chị nha. Hoa của nó nè. Cái hoa nhí nhí lên nhìn dễ thương lắm mấy chị. Rồi chiều lấy thì chốt thì dùng em mà A23 dùng cho em. Là tay bồng như thế này nè mấy chị nè. Tay bồng nha mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt thì dùng em mà A23. A23 đi Hương Tràm. A23 dùng cho Hải nha mấy chị nha. Rồi tiếp cho mấy chị một con đầm body. Giờ lấy thì mà A23 lên cho em 79.000 cho Thi Thanh Thúy Nguyễn. Lên đúng mã cho em bây giờ A23 nha. Một con đầm body dùng cho em. A22 đi hết rồi mấy chị ơi. Nè mấy chị. Quá trời là đẹp luôn nè. Đây nha mấy chị nha. Con này các bạn mặc nè. Đây nha mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt thì dùng cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A. Mấy anh? A24 dùng cho em. Sẽ bán tặng cho mấy chị con đầm body này với giá là 99.000 có sĩ dùng cho em ha.
có lên áo len không chị ơi? Trời nó nóng thế bà luôn, mà áo len gì bà ơi, xỉu lên xỉu xuống ấy bà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chốt đi dùng cho em, mã dùng cho em ha. Lên liền cho em mã đầm body mã A25 dùm em ha. A24 dùng cho em với giá là 99.000 ha. Chiều lấy thì chốt đi dùm em, ở đây là nhún như thế này nha mới chịu nha. Cổ của nó nè, tay là ngày kim hành kết mới mã hình sơn thở cho em ạ. Chốt đi dùm em ha, con này mấy chị nào mà 58 cái đủ lại mang vừa luôn cho Hải luôn á, chắc đẹp lắm. Chờ lấy thì chốt đi. 23 áo hoa 79 ngàn cho Thanh Quang. Kim em mà A24 dùng cho em ha. Chốt đi dùm em mà A24 dùng cho Hải. Với giá là 99 ngàn một con đầm body mấy chị. Đầm body nha mấy chị. 24 99 ngàn đầm body màu vàng ạ. À. Chốt đi dùm em mã dùng cho em. A24. Đây nè, Hải còn một con. Một con A mấy luôn nè. À, một con quần ngố này mấy chị, một con quần ngố size M này, chào lấy thì chốt thì giùm em mã ngố size M này. Đây Hải còn một quần ngố size M này, chào lấy thì chốt liền cho Hải mã giùm cho. Lên liền em mã ngố nha mấy chị nha. Ngố size M giùm cho Hải. Đây bèo vàng giùm cho em mã 25. Ai lúc nãy 79 ngàn cho Tiên Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A25 giùm cho em, 99 ngàn có sỉ giùm cho em nè. Rồi lên liền em mã A25. Dục ngố vô đi em phải làm dục cho chị Thao ghé lấy cái chiều mai ghé lấy giúp em đi mấy chị ạ. Trời ơi body nó đẹp xỉu luôn mấy chị. Mà sao em cứ không có quen, em không bán được mấy đầm body mấy chị. Mà trong cái đó đầm body mặc lên xinh lắm. Ở đó nó có nhúng 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 á mấy chị. Đẹp ô là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em mã A25 dùng cho em nè. A25 dùng cho Hải nha. A25 99 ngàn dùng cho em. Cái đầm body nó xinh ơi là xinh luôn, nó xinh xỉu luôn đó mấy chị. Đầm body bữa nay nắng lên rồi là bán quá trời. A25 cho Phụng Lê. Mà sao lại không có bán được, buồn thế đó. Giờ lấy liền cho em mã 25 99 ngàn với Ngọc Hạ. Rồi lấy liền em mã A26 dùng cho em. 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Đây ngố đợi Hải xíu nha, để Hải lên cho mấy chị ha. Rồi lấy liền cho em mã dùng cho em. Rồi lấy liền cho em mã A26 dùng cho em nè. 89 ngàn có sỉ. 25 cho Trần Yến Nhi. Đây mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A26 dùng cho em. A26 nha mấy chị nha. Với giá là 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã A26. Thích mới thì chống mạng kèm số điện thoại lên cho em luôn mấy chị ạ. A26 89 ngàn cho em. Lên liền em mã A26 89 ngàn. Rồi chốt liền cho em mã bộ A26 nha mấy chị nha. 89 ngàn dùng cho Hải. Rồi lên liền cho em mã A27 dùng cho em. 26 thì này lên chi. Con này size S nha mấy chị nha. Nhưng mà mấy chị 52 cái đủ làm mấy bạn mang ok dùng cho em. Đây mấy chị nha. Rồi ví dụ mấy tầm 26 bất hi. Tầm mấy bạn mà tầm khoảng eo 67, 68 là ok á. Rất là đẹp luôn ha. Có 79 ngàn thôi mấy chị. Lên liền em mã A27 size S nha. Rồi lên liền em mã A27, 79 ngàn dùng cho em. Được có 3 con thôi nè. A23 79 ngàn áo hoa cho Lực Phạm. 3 con thôi nha, bạn nào lấy thì chốt size S á, 3 con duy nhất 79 ngàn. Rẻ bèo, rẻ bột, rẻ như là cái gì luôn. A27 Hương Tràm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A27 Khánh Doan. Rồi lên liền cho em mã A28 dùng cho em. A27 Trần Thu Thủy. Rồi lên liền em mã A28 dùng cho em ha. 29 ngàn. Trời ơi xịn con bà sò luôn á Hương ơi nè. Ôi 99 ngàn rồi mấy chị. Hỏi thử có ai tin được hay không chứ. 52 cái đổ lại men ok dùng cho em. Lên liền em mã A28 dùng cho em. 2 bộ thôi nha, 99 ngàn. Các bạn ơi, các bạn đi mua hàng 250 nha. 250 nha, bán cho mấy chị luôn. Với giá là 99 ngàn dùng cho em. Tôi liền em mã A28, có 2 set thôi, đẹp lắm. A28 thì rất là đẹp luôn. Vậy anh cuốn nó có 26 nè. Tôi liền em mã A28. A26 lúc này 89 ngàn cho Nguyễn Võ Pha Lê. Rồi lên liền cho em mã A29 dùng cho em nè mấy chị nè. 99 ngàn luôn, một con đầm hoa tay bồng dùng cho em. 60 cái đổ làm men ok, lên liền em mã A29 dùng cho em nè. A29, 99 ngàn ha, em có một con nè. A29 một con duy nhất. 28 bao nhiêu quên rồi. 99 ngàn. 28 cho Hà Nguyễn, 28 cho Kim Hiền. Rồi lên liền cho em mã A30 một con đầm maxi đi biển này mấy chị ơi, đi chụp hình nha, 99 ngàn luôn. Lên liền cho em mã A30 dùng cho em nè. A30 em có một con ha. 29 cho Phụng Liên. Lên liền em mã A30. 99 ngàn. Rồi lên liền em mã A31 dùng cho em, 99 ngàn luôn. 55 cái đổ làm em ok. Và không sợ bị hở ngực nha. Ở đây nó có cái lót rồi nè. A30 cho Hoàng Vinh Trần. Rồi lên liền em mã A31 dùng cho em. 55 cái đổ làm em ok. Có 2 con, 99 ngàn.
Hôm nay hàng rẻ quá trời rẻ luôn á trời. Rồi lên liền em mã A32 dùng cho em nè, 99.000 luôn. Rồi chốt lại dùng cho em mã A32 dùng cho em, 99.000 một con đầm Barbidol nè. Mấy cái này bà nào bầu mà em cũng dễ thương lắm nè. Rồi lên liền cho em mã A32 dùng cho em ha, 99.000 dùng cho em A32 nha. Em có được có mấy chị được có 3 con thôi. Chiều lấy thì chốt liền cho em A31 và A32 đi với em 99.000 ạ. A31 và A32 nha mấy chịu nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã A32 thì 1790. Trời cái đầm nó đẹp lắm luôn ấy. Rồi siêu phẩm gì em. Trời ơi. Ê, đẹp chưa? Ôi ôi mấy chế ơi, nguyên một set luôn. Ôi ôi 99.000 lên liền cho em. A32 hả anh? 33. Rồi lên liền em mà A33 dùng cho em ha. Quái em mặc chụp hình đó là em mua 500 mấy đó chị ơi, chứ không có hàng nha. Rồi chèo lấy thì chốt đi dùng cho em, mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em, mã dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mà A33 dùng cho em. A33 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mà A33 dùng cho em, 99.000 dùng cho em. A33 cho Hồng Hoa. Rồi lên liền cho em mà A33 nguyên một set luôn mà có 99.000 mấy chị. A33 cho Ngân Thu, A33 cho Phụng Lê. Đẹp lắm, nó rất là nặng luôn á mấy chị. Nặng mà đẹp lắm nha mấy chị nha. Chèo lấy thì chốt đi dùng cho em. Giờ gỡ ra mất công á. Mà đẹp thật luôn á. Nguyên một set của nó đẹp lắm mấy chị ơi. Giờ lấy thì chốt đi dùng cho em, mã dùng cho em nhìn chắc nè. Ôi nhìn cái chắc mà ghiền luôn đó mấy chị. 99.000 có sỉ dùng cho em ha. Chiều lấy thì chốt thì dùng cho em ha. Lên liền dùng cho em, mã dùng cho em nè. Chắc nè, biết không? Siêu biết luôn. Bye bye tưởng thiên an nè. Mấy chị nhìn cái quần dùng cho Hải ha. Cái này mấy chị nào mà 55, 56 cái đều mang được hết á. Chắc rất là đẹp, bộ này chắc đẹp lắm. Chiều lấy thì chốt thì dùng cho em, mã A33 99.000, không tin được luôn đó mấy chị. Một con áo thôi đã mua là 100 mấy rồi, đang nguyên xét luôn. Chiều lấy thì chốt thì dùng cho em mã A33 cho Trúc Linh. Rồi lên liền em mặc A34 xoay mồi dùng cho em, xinh quái 79.000 dùng cho em nè. Đây có quần bên trong. A33 cho Hình Trang. Lên liền em mặc A34 dùng cho em. A33 cho Yến Yến. Rồi chốt liền cho em mặc A34 xoay mồi dùng cho em nè. A34 xoay mồi dùng cho em ha, 79.000. A33 cho Nguyễn Thị Khỏe. Lên liền em mà A34 xoay mồ, một con chân váy là chân váy quần nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A35 dùng cho em, xoay S mấy chị nè. Rồi lên liền em mà A35 xoay S, trời ơi cái màu nhìn yêu không mấy chị. Rồi chốt liền em mà A35 dùng cho em nè. A35 xoay S, em được 4 con nè. A33 cho Nhật Minh. Ôi mấy chị nhìn cái màu quần nè. A3 mấy anh? Lên liền em mà A35 size S dùm cho em. Rồi lên liền cho em. Chị Trúc Linh, chị cái này chị mới mua giúp em đi chị ạ. Rồi lên liền cho em A35 dùm cho em. A35 nha mấy chịu nha. 79.000 có sỉ. Một cái quần sọt màu hồng nhìn yêu. A35 79.000 cho Kim Hiền. Mấy chị nhìn tát nè. Tát vải nha mấy chị. A35 Yvonne nè. Lên liền em mà A35. Rồi lên liền cho em mà A36. Size S size M. A36 kèm size SM dùng cho em. Rồi mấy cái quần của nó đẹp. 35 cho Hồng Khoa. Rồi lên liền em mà A36 kèm size SM dùng cho em. Mấy chị ơi quần sọt mùa này là không bao giờ mà thiếu nha mấy chị nha. Không bao giờ thiếu trong tủ đồ và những bạn nào bán shop cũng biết nha. Rất là chạy luôn. 35 Nhật Minh. Mấy cái hàng quần mà hàng ta bao như thế này đi Nhật trên giá 100 đó mấy chị. Trên giá 120, 130 đó. Rồi lấy một chút liền cho em. Rồi lên liền em mặc A36 kèm size S size M dùm cho em. Lên liền em mặc A36 kèm size S size M nha. Chờ lấy thì kèm size dùm cho em. Size S với size M. Lên liền em mặc A36 kèm size S và M dùm cho em. A36 lên size S M nha. Chờ lấy size gì của mình size đó dùm cho em. Thì là có size gì. Lên liền em mặc A36 kèm size S M dùm cho em. Mua gửi về địa chỉ chị nha. Ok chị Tuấn Nguyễn hay chị Trung Đơn đúng không? Ok chị nha. Rồi lên liền em mặc A37 dùng cho em. A36 xem mời Thảo Hình. Rồi lên liền cho em mặc A37 dùng cho em. A37 này là quần caro, xếp quần caro dùng cho em. 89.000 dùng cho em. Lên liền em mã dùng cho em ha. Cái xếp gấu này là theo nè mấy chị nè.
Cái gấu này là theo nha mấy chịu nha, theo dùng cho Hải ha. Rồi lên liền cho em Hải dùng cho em. Chốt liền em mặc A37 dùng cho em. A37 89 ngàn dùng cho anh. Mấy chị ơi tương tác. Ok chị 7 đồng à. Mấy chị ơi tương tác chia sẻ like dùng cho Hải nha. 37 89 ngàn bao nhiêu em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mặc A38 dùng cho em nè. 38 là cái bộ gì quên rồi, bộ táo dùng cho em. Rồi lên liền cho em mặc A38 dùng cho em, một bộ duy nhất thôi, 99 ngàn nè. Cái bộ này dễ thương lắm mấy chị, một bộ thôi, bộ bèo dùng cho em. Bộ bèo nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã dùm em. A36 chị bé Út chị lấy size gì trời? A36 em có S có M, em có size gì rồi? M. Em còn S thôi mấy chị. Em còn S nha, chờ lấy một chút thì dùm cho em mã dùm cho em. Rồi chốt đi dùm em một con màu. Có rồi chị Yến nha. Cái này là em có một con màu reo duy nhất thôi. Lên liền cho em mã A39 dùm cho em. Rồi lên liền em mã A39 một con duy nhất luôn. Đẹp chưa? A37 89 ngàn cho Nguyễn Võ Ba Lê. Mấy chị ơi chia sẻ like tương tác lên cho Hải với. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. A39 dùm cho em ha. Rồi lên liền cho em mã A39 một con quần Zara duy nhất còn một màu cuối cùng luôn. Một màu cúng cùi luôn mấy chị nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A39. Có đi bé Út ạ. 39 ngàn. Cho chị Phục Lê. Rồi lên liền cho em mã A40 dùm cho em một bộ duy nhất luôn. Với giá là 109 ngàn. Bộ này khó phải bàn cãi luôn rồi mấy chị ơi. 109 ngàn không bằng mấy bạn đi mua một con áo phông này đâu. Nó thật sự luôn. Đây là nguyên set luôn nè. Em thấy rẻ nhất cũng phải rơi tầm khoảng giá là 180 á. 180 nha mấy chị nha. Tôi chiều lấy một chút cho dùm cho em mà A mấy. A3899, A38 là bộ táo như lại bùi á. A40. Rồi lên liền em mà A40 dùng cho em ha. Chốt liền em mà A40, 60kg đổ lại em ok. Em có một bộ duy nhất thôi. Giờ lấy thì chốt liền cho anh. À 109 ngàn. A40, 109 lên giúp em ạ. Rồi chốt liền dùng cho em mã dùng cho em nè. Lên liền em mà A41, em có một bộ nha mấy chịu nha. Với giá là 99 ngàn, A41 dùng cho em. A89 ngàn cho lọt. 89 ngàn có sỉ dùng cho em ha. Chốt liền em mà A41. Mấy cái bộ này rất là dễ mang luôn mấy chị. Bữa nay mùa này là các bạn mang mấy cái bộ này nè. Siêu dễ thương luôn á. Nhớ bạn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã A41 cho về Mỹ đỏ. A41 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A42 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A42 dùng cho em ha. 99 ngàn dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã A42 99 ngàn. Mấy cái bộ này làm gì có giá mà mấy chục ngàn như thế này mấy chị nha. Ôm to dùng cho Hải nè. Rồi chờ lấy thì chốt liền cho em mã A42 dùng cho em ha. Lên liền em mã A42 99 ngàn dùng cho em. A42 nha mấy chị nha. 99 ngàn dùng cho ai? Không, hết rồi, có một bộ thôi. Rồi lên liền cho em mà A43 dùng cho em. Một bộ duy nhất luôn, 99 ngàn dùng cho em. Một bộ duy nhất bộ bèo nha mấy chị nha. Duy nhất một bộ thôi, chị nào lấy thì chốt liền cho em. Ghi dùng cho em cái mã này là mã A43 dùng cho em nè. A43 một bộ nha mấy chị nha. Một bộ vàng duy nhất thôi, đẹp lắm. A42 với con thì cục lan. Dễ thương lắm luôn đó mấy chị. Rồi cái này ghi liền cho em mã cao dùng cho em. A43 rồi cái này chị nào lấy thì chốt liền em mã váy cam A43 cho Phụng Lê 119 ngàn. Lên liền cho em mã A44 dùng cho em. 119 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A44 119 ngàn. Váy cam phối xanh nha mấy chịu nha. Con này là lúc bữa hôm trước là like màu đen. Màu đen rồi nha mấy chịu nha. Màu đen chữ hồng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy 4 mấy A44. Rồi lên liền cho em mã A44 dùng cho em nha mấy chịu nha. 119 ngàn có sỉ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A44. Em có được cho mấy chị được 10 con. A44 này đẹp lắm mấy chị. A44 đẹp lắm luôn. A44 cho Phụng Lê 119 giờ là cái liền mà A44 lên giúp em ạ. Lên liền em mã A44 ha. Rồi lên liền em mã A45 dùng cho em. A44 hình trang. Rồi chốt liền em mã A45 dùng cho em. 79 ngàn dùng cho em nè. A45 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A45 dùng cho em ha. Với giá là 79 ngàn có cho mấy chị được một bộ. Tinh ông, màu hồng. A43 em hết rồi, A42 em cũng hết luôn rồi mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A44 dùng cho em. A45 dùng cho em 79 ngàn. A45 dùng bé em Phan. 79 ngàn. Rồi lên liền em mã A46 có bộ thôi. Rồi chốt liền em mã A46 một bộ duy nhất thì dễ thương quá, bộ vịt nha. Ở quên bộ gấu hay bộ vịt gì đây. Một bộ duy nhất rồi mấy chị. A46 dùng cho em. 99 ngàn dùng cho em. A46 nha. Chờ lấy chốt em mã A46. Rồi lên liền cho em mã A47. Mỗi thứ có một bộ nha. 47 dùng cho em. Mỗi thứ có một bộ. Mấy bạn mua luôn một lần luôn nha. Tại vì em không có về lại lần nữa đâu mấy chị. Cho mấy chịu nha. Cái này là người ta sale sạch thôi rồi thì em lấy thôi mấy chị.
còn bữa sau là không có nữa nha mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mà A47 dùm cho em. Chốt liền em mà A47 có bộ thôi. A47 không sao chứ phụng lên. Chiều lấy thì chốt liền em A47 Hồng Thanh. A47 có được một bộ. Cái này là về một đợt này thôi mấy chị, bữa sau là cũng không có nữa đâu mấy chị. Thật sự luôn á, bữa nay là bắt trời nắng nóng lên mấy chị này. Rồi lên liền dùm cho em, mã dùm cho em A48 dùm cho em có được hai bộ nè, 99.000. Lên liền em mà A48 99.000 dùng cho em hai bộ duy nhất nha mấy chị ơi nha. Lên liền em mà A48 hai bộ này. Hai bộ A48. Giờ lấy thì chốt liền em mà A48 dùng cho em. Rồi lên liền A48 99.000 lên giúp em ạ. Lên liền em mà A48 ha. Rồi lên liền cho em mà A49. Rồi lên liền cho em mà A49, quần này là quần 89.000. Quần này rất là đẹp luôn mấy chị, siêu đẹp luôn. Cái này mặc với áo cà rốt tốt dùng cho Hải nha. Rất là xinh luôn. Áo crop top này hoặc là mấy bạn mặc cái áo bờ ra cũng rất là đẹp nha mấy bạn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã A49 dùng cho em với giá là 89.000 ha. Size này mấy chị nào mà 60kg đều mang ok dùng cho em luôn. Mấy cái quần này mang thoải mái lắm mấy chị, nó nhẹ mà nó sướng lắm. Nhưng mấy chị yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em nè. Ghi liền cho em mã A49 dùng cho em 89.000. Cái quần này chắc rất là đẹp luôn, hàng cao bao đó mấy chị. Rồi chị nào lấy thì chốt thì dùm cho em mã nha mấy chị nha. Cái dùm cho em mà A49 dùm cho em, thật sự quần đó đẹp lắm. Quần A49 89.000 cho em ạ. Siêu siêu đẹp luôn á, chắc đã lắm mấy chị. Rồi lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Cái dùm cho em mà A50 dùm cho em nè. Rồi chốt lại dùm cho em mà A50 nha mấy tình yêu nha. A50 này rồi à, cho mấy chị luôn 109.000. Rồi chốt liền cho em mà A50 dùm cho em 109.000 dùm cho em. Bộ màu xanh có hai bộ thôi mấy chị. Bộ xanh chuối này mang vé nè. Trời ơi bạn nào mà kiểu giống như là ưng mà nổi này kia, các bạn lấy cái màu này mang cho em ha. Bộ này mặc sướng lắm. Lên liền cho em mã dùm cho em. Đi liền cho em mã A50 dùm cho em. A49 thì nào mình đi. Rồi chốt liền em mã A50 nha mấy tình yêu nha. A50 này em bán mấy chị 109.000 luôn. A50 ở trên thì Linh Chi. Em mình like xong rồi chọc mình hết bộ. Hết cái gì ta, mình hết cái áo cà rốt tốt để mình mang với lại cái. Thì nào mình đi có rồi chị nha. Chị nào lấy cái liền mã A50 lấy giúp em 109 ạ. Có cái áo quần tốt hay là cái áo gì là em mang cái quần đó cho mấy chị xem nè, đẹp lắm. Rồi, đây, đẹp chưa? Con này em có mua cho Trương Lệ Xuân. Size cho mấy chị là size, đây mấy chị thấy không? Size số 6 là tương đương với size M ấy, size M nha. 55kg đổ làm em dạ, ok ha. Size mấy bạn nào mà ML đều mang ok hết. Co giãn cho mấy chị nè. Đây nha mấy chị yêu nha. Mấy chị ở chị nào mà xả hàng trên live em xả hết cơm mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã A51 dùm cho em. A51 này em tặng luôn cho mấy chị. Ok thì lấy chi nha. A51 này với giá là 79.000 có sẻ dùm cho em. Chị gì quên rồi. Mấy chị mà size to lấy này, mấy chị nào mặc size L lấy cái quần này cho em luôn ha. Đẹp lắm luôn á chị. Xuất sắc luôn á, lấy nhanh đi mấy chị. Đây là quần nha các bạn nha, quần này. Đó, này mặc với áo kiểu cũng đẹp nữa. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em A51. A51 cho Mai Thu Thủy 79.000. Em mặc A51 dùm cho em. Một cái. Ba cái. A51 cho Nguyễn Thị Khỏe. Lên liền em mặc A51. A51 chi tròn. A51 cho chị Kim Cương Tố. Rồi A52 có một con này, size S cho mấy chị. Rồi lên liền em mà A52 size S dùm cho em. A51 cho Hề Hề. Con này là tương đương với size 27 á. Rồi lên liền em mà A52. A52 size 27 dùm cho em. Giờ lấy thì chốt liền em mà A52 size 27 dùm cho em. A52 dùm cho em ha. Lên liền em mà A52. Ok Nhật Minh. Là số điện thoại khác đúng không chị ơi? Rồi lên liền cho em mà A52 dùm cho em. Size 27 dùm cho em. A52 cho 7 tòng. Rồi lên liền cho em mà A53 119.000. Chị Nhật Minh lấy số điện thoại khác luôn đúng không ạ? Trời ơi, xinh quá trời, xinh luôn nè. Chị chưa nổi cái đầm này nữa chứ ơi. Rồi lên liền em mà A53 dùm cho em. 119.000 dùm cho em. Mấy chị ơi, chia sẻ like dùm cho Hải với. Tương tác lên cho Hải với nhau mấy chị ơi nha. Buồn cái fanpage của em nó bị mất tương tác mấy chị ơi. Không có khách mới luôn ý. Rồi lên liền cho em mà A53 dùm cho em. Rồi muốn chết luôn. A53 cho Kim Cương Tố. Rồi lên liền cho em mà A54 set em mặc lúc tối này còn set cuối cùng nè. Rồi lên liền cho em mà A54 dùng cho em. Mấy chị chia sẻ like dùng cho em ha. Rồi lên liền em mà A54 size S size M đều mang ok dùng cho em luôn. Rồi lên liền cho em mà A50 mấy em. A54 dùng cho em 89.000 một set duy nhất, một set cuối cùng, một set cúng cùi luôn. Còn lại ngày mai thì không biết nha, tại vì là ngày mai gọi chốt đơn nữa nha mấy bạn nha. Rồi lên liền cho em mãi dùng cho em A54 dùng cho em. Chờ lấy thì chốt liền em mà A54.
A54 59 ngày cho chị Tuấn. Rồi lên liền cho em mã A55 dùng cho em này. Rồi chốt liền em mã A55 dùng cho em ha. Cái à, chị Bốn Nguyễn là cái đơn đổi đó đúng không? Ừ. Báo bên bưu điện điện đi kìa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em mã A55 dùng cho em này. Chốt liền cho em mã A55 dùng cho Hải nha, mới chịu nha. A55 một con áo hoa bèo dùng cho em. 79 ngàn dùng cho Hải. A55 cho Quỳnh Anh. Rồi lên liền cho em mã A56 dùng cho em này. A56 dùng cho em với giá là 89 ngàn. Lên liền em mã A56 89 ngàn có sỉ dùng cho em này. Một con bộ bi dùng cho em này. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em ha. Ghi dùng cho em mã A56 dùng cho em bộ bi này. Bài nào bầu mang cũng được luôn nè. Chiều lấy thì chốt liền cho Hải mã dùng cho em. Ghi em mã A56 nha mấy triệu nha. A56 dùng cho Hải. Trời, quần này để lọc ra mới like được. Like quần này. A56 89 ngàn do như kim. Rồi lên liền cho em mã A57 dùng cho em. Rồi lên liền em mã A57 size M, em có một con. Mấy chị, cái quần này nó size M nhưng mà nó tương đương với lại size L đó nha mấy chị hiểu nha. A56 còn không ta? A56 bộ bị còn luôn, anh chốt đi, bỏ đi. Ok, thưa Hoàng Nguyễn nha. Mấy chị, lên liền em mã A57 79 ngàn nhưng mà nó tương đương với lại size L nha. Rất là co giãn luôn. A56 là sao Nguyễn? Rồi lên liền cho em mã A57 dùng cho em, tương đương size L dùng cho em ha, hàng to bao phôm nó to hơn của mình ấy. Rồi lên liền cho em mã A58. A56 gì không tồn tại. Rồi lên liền cho em mã A58 dùng cho em, 79 ngàn dùng cho em. A58 79 ngàn size S nè. A57 79 ngàn cho mình Levi. Rồi lên liền em mã A58 size S có một con nè. Ui. Rồi lên liền em mã A59 dùng cho em size M nè. Rồi cái quần nó đẹp mấy chị ơi. Cái quần cái kiểu mà nó giống như cái chân váy của mình mà các bạn đi mua hàng 280 ấy. Cái phô quần này nè. Đẹp lắm. A58 như Thanh Nhàn. Rồi lên liền em mã A59 size M, em có hai con nè. Ôi quần này đẹp lắm mấy chị ơi. A59 79 ngàn lên giúp em cho Ánh Mai. Quần anh đơn nhiều lắm, đấu cọc đi, đơn nhiều lắm. Hả? Quần anh báo cọc đơn nhiều lắm rồi. Hả? Quần anh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A60 dùng cho em size S nè. A60 size S dùng cho em ha. Phải có cho mấy chị được 2 con. Quần anh ơi, đơn mình nhiều lắm rồi chị nhá, chọn thêm đi chọn với em đi ạ. Đơn hàng của mình chọn với 500 đi nhỉ. A60 size S có một con thôi. Size S này tương đương với lại cho mấy bạn nào mà tầm khoảng eo 67, 68 em vừa. Lên liền em mã A mấy rồi? A60 dùng cho em đúng một con duy nhất. Chiều lấy thì chốt liền em mã A60 dùng cho em. A60 79 ngàn lên giúp em ạ. Lên nhanh dùng cho em mã A60 dùng cho em ha. Một con thôi. Rồi lên cho mấy chị cái set siêu phẩm nè. Hồi tối em báo hết nè. Chờ còn đây. Rồi lên liền cho em mã A61 dùng cho em. A61 119 ngàn. Nguyên một set luôn. Xinh lắm mấy chị. Rất là xinh luôn. Riêng nó về phần cái chân. A60 giờ này lên chi? Nha mấy chịu nha, về phần cái chân váy này nè. Mấy bạn đi mua trên giá 140 ấy, 140 nha. Đây là nguyên một set luôn, em bán mấy chị 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em có quần bên trong luôn. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã A61 dùng cho em 119 ngàn. Set này rất là đẹp luôn nha. Mấy bạn được một con sơ mi nè. Một con sơ mi cổ vét như thế này ha. Kèm cho mấy chị một chân váy như thế này, rất là xinh luôn. Rồi lên liền cho em mã A61 dùng cho em. Chốt thì em mặc A61, cứ chốt đi chị nói mua về mãi. 119. A61 cho Ngân Thu, A61 cho em Phan. Rồi lên liền em mặc A62 dùng cho em. A61 chút cầm. Lên liền em mặc A62. Ui, Hồng Khoa lấy không em? A62 size S nè. Trời, mấy cái này mặc là mấy cái áo cà rốt tốt và đúng giá luôn ấy. Hết rồi chị Tuyết Sương à. Trời ơi mấy chị ơi nè, mà có cái không nha, tại vì giờ em chưa có soạn xong ấy, mà em cứ bóc ra em like á, nên là nè. Rồi, A62 dùng cho em, size S. Đẹp quá. A62 kim hiền. Rồi lên liền em mà A63 size S luôn. A63 size S em có một con co giãn này mấy chị. Lưng cao luôn ha. Rồi lên liền em mà A63 size S quần thái luôn. Rồi lên liền em mà A64 size M chân váy này. Rồi lên liền em mà A64 chân váy size M dùm cho em. A64 chân váy size M nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt liền em hai con. Ốc cái khác mặt hết nè.
Rồi lên liền em mà A65 dùng cho em. A63 dân A Nguyễn. Rồi A65 size S dùng cho em. Chị nào lấy thì chốt liền em. Size S nhưng mà to đó mấy chị. S lớn ấy nha mấy chị hiểu nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền cho em, mã dùng cho em. A này là A mấy? 65. A65 dùng cho em này, có một con. Xuống vô hình trang. Rồi lên liền cho em mã A67. Một con duy nhất. A67 dùng cho em, 79 ngàn. Lên liền em mã A67, 79 ngàn có con. Lên liền em mã A67 cho mấy chị nha, 79 ngàn. Rồi em lên cho mấy chị bộ fan. Ok, em nhận được rồi chị Quỳnh Anh nha. A65 cho chị Yến Thị. Rồi lên liền cho em mã A66 dùng cho em mấy chị. A67 A67 đây nè. Rồi lên liền A67 cho bé Út. Rồi lên liền em mã A68 dùng cho em với giá là 89.000 có sỉ dùng cho em. Rồi lên liền em mã A68 dùng cho em ha. Rồi lên nhanh dùng cho em mã A68 với giá là 89.000 có sỉ dùng cho em. Lên nhanh dùng cho em cái bộ này nha mấy chị nha. Bữa nay hãy bán cho mấy chị mấy cái bộ này là siêu rẻ luôn á nha mấy chị. Cái này các bạn đi Nhật vô trên giá đầu một ít tất rồi, 100 mấy á, 120, 130 rồi. Đây có 89.000 thôi, rẻ hơn 50.000 á. Chờ lấy thì chốt liền em mã A68 dùng cho em. Hãy có cho mấy chị 5 bộ. A68 cúc đỏ. Em buồn, em khóc. Hồng hoa sao có em không chốt đầm màu xanh với đầm màu hồng kia hồng hoa. A68 đi giúp em 89 ngàn ạ. Cái hơi giảm nhẹo. Rồi lên liền em mà A69 119 ngàn. A68 cho hồng hoa. Rồi lên liền em mà A69 119 dùng cho em. Rồi lên liền em mà A69 cho mấy chị nha. A68 cho Khánh Thanh. Mấy chị nào khách mới cố gắng chuộng đơn trên 100 ngàn dùng cho Hải nha mấy tình yêu nha. Hãy cảm ơn. À khách mới mà cầm số điện thoại lại cho em. Khách mới mã kèm số nội dùng cho chị Khánh Thanh chị lấy A68 rồi A69 rồi chốt chắc chưa luôn á chị ạ. A68 gì Nguyễn Thị Anh Thu. Rồi lên liền em mã A69 119 ngàn dùng cho em nhận màu xanh 5 cái rồi mà trời chị quên mất tiêu rồi em ơi, chị quên lúng rồi. Lên liền em mã A69 của em nhắn tin với chị à. Cái con gì quên rồi con thiệt mà quên thiệt luôn á. Cái này anh được bao nhiêu? 119 ngàn. A69 gì đang đang. Cái này anh bỏ cho chị à. Chị Nguyễn Thủy gì đó. Nguyễn Thủy gì nhắn tin anh cái đầm hoa lúc tối á. Bao nhiêu? 119 ngàn. 115, 119 ngàn em. Đồ ải đẹp quá, mua mãi chưa mặc mà mua nữa hết. Trời ơi cái bộ này. Rồi lên liền cho em mã này là mã A70 dùm cho em 99 ngàn. Rồi lên liền em mã A70 99 ngàn luôn. Lấy đi, chưa hỏi còn một set nè chị lấy không? A69 gì không tồn tại, ok chị Khánh Thanh nha. Hãy còn một set đi, hãy để cho chị Thơm nha. Hãy để cho chị Lê Quỳnh Thơm này, hãy còn một set đó. Hãy còn một set duy nhất, chị lấy. Số 9 đó là 119 mới chạy, số 9 như Nguyễn Diệu Trang. Ok. Rồi lên liền cho em mã A70 dùng cho em. Tặng luôn cho mấy chị con A70 này là 99 ngàn. Giờ lấy chốt liền em mã A70 dùng cho em 119 ngàn cho chị Nguyễn Thủy gì đó. Lên liền cho em mã A70 dùng cho em 119 ngàn. À quên, 99 ngàn dùng cho Hải. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Chị cho chị mấy cục đó. A70 lấy em 99 ngàn cho em. A70 dùng cho em 99 ngàn. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Bộ này chắc siêu đẹp luôn nha. Đẹp lắm. Chiều lấy thì chốt là dùng cho em mã dùng cho em A70 99 ngàn. Rẻ hơn ở ngoài tệ nhất cũng phải là 60 ngàn. Các bạn đi lấy sỉ không có giá đó luôn á. Đâu rồi ta? À đây. Hồi nãy anh chốt hết rồi đúng không? Còn có một cục nè. Đây. Đây mấy chị nè. Đây cái bộ này em còn được 5 set cuối cùng, 5 set cúng cùi luôn. Em về lần thứ N đó. Nhưng mà đợt này là không về nữa nên mới chịu nha. Lên liền dùng cho em mã này là mã ghi dùng cho em mã A1 lại nha mấy chị nha. Với giá là 119 ngàn nguyên set luôn. Rồi lên liền dùng cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên nhanh dùng cho em mã A1 dùng cho em ha. 119 ngàn có tỷ dùng cho em.
năm set cuối cùng cho năm chị là em hết cái set này luôn á, tại vì cái này em về nhiều lắm. Nhưng mà mỗi lúc mấy bạn cứ nhận hàng sau bạn với bạn á cứ nhờ mua ấy, xong rồi cứ về á, đợt này lại hết rồi nha, mới chịu nha. Hãy còn năm set cuối á, chị nào lấy thì lấy luôn dùm cho Hải luôn ha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mà A1 dùm cho em. Một con ghi lê nè, kèm cho mấy chị một con đầm như thế này ha. Mà có 119.000 thôi mấy chị, rất là rẻ luôn ấy. Lấy liền cho em mã dùm cho em. A1 119 cho chị ạ. Úc mày. Có liền cho em mã A1. A1 119 cho chị Cương Tố. Ai em ơi, đang hồng con ơi. Rồi lấy liền cho em mã dùm cho em ha. Rồi lấy liền cho em mã A2 dùm cho em, 119.000 dùm cho em. Rồi chốt liền cho em mã A2 119.000. A1 119 cho chị bé em Phan. Chị nào chưa chốt được thì chốt liền dùm cho em mã A2 dùm cho em 119.000. Bao giá A1 kia em chờ 687. 60 kia mang vừa không? 60 kia hãy sợ kích đó chị. A1 cái thủy hồng. Hãy sợ bị kích đó. Rồi lên liền cho em mã A2 dùm cho em hồng kho lấy này, chị có được 10 con này lấy không? Rồi lên liền cho em mã A2 dùm cho em 119.000, có tỷ dùng cho em. Lên liền em mã A2 dùm cho em. A2 nha mọi người. A2 vô hình trang. Lên liền em mã A2 dùm cho em. A2 vô hồng kho 4 con. A2 nó có một màu thôi em ơi, hết rồi. Rồi lên liền em mã A3 dùng cho em, 99.000 có thể dùng cho em. Lên liền em mã A3 dùng cho em. A3 này đẹp nè mấy chị nè, cái đầm đẹp xinh luôn. A2 chị không tồn tại. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em ha. Chị không tồn tại, nó mới chọn thêm thì cọc với em 20 ngày mà tài khoản rồi chốt tiếp chị nha. A2 cho trái cây lượm. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em, A3 dùng cho em, 99.000 có thể dùng cho em. A3 dễ thương chưa? Đầm vịt, đầm vịt, đầm vịt còn không chị? Còn có gì hôm qua? Còn á em, đầm vịt đẹp lắm. A2 119 cho Kim Cương Tố. Đẹp lắm em ơi, hôm nãy giờ mình đi thay cái đầm vịt chứ. Nó dễ thương, dễ ghét lắm. A3 bao nhiêu? A3 99. A3 gì hồng là TT? Một con à? A3 tiếp phạm. Nè, cái đầm vịt này mà mới chế chút lại đi. A2 trái cây lượm có rồi ạ. Chiều lấy thì chốt liền cho em mà A3 dùng cho em nè. A3 mấy chị đơn giản mà đẹp lắm. Con này cực kỳ đơn giản luôn mà siêu đẹp nha. Cái chất của nó đã lắm. Tôi liền em mã dùng cho em. Cái đầm vịt này em về đúng một màu xám thôi mấy chị. Em mới chịu nha. Màu xám này ở ngồi đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Nè. Tác này là cái tác nhà mà Ming Studio. Nhưng mà em ôm sale á, nên là người ta sẽ bỏ bao đó nha. Nhiều lúc có cái thì có, còn có cái là không có nha mấy chịu nha. Con này là hàng Ming á mấy chị, nha mấy chịu nha. Chị nào mà mua mấy cái hàng xuất cao cấp á, tại sao biết nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Chốt liền cho em mã nha mấy chịu nha. Tiếp phạm chỗ A2. Ô bò mà cô thấy ô bò tiếp phạm ô bò phải không em? Em chốt chị A3 chị tiếp phạm ơi. Gọc lộn rồi nha. Tiếp không chọn A2. Em chứ chị cái hầm màu đen A3 á chị ơi. Chị Tiết Hoàng ơi em bấm cho chị A3 á chị. Rồi lên liền cho em mã đầm A mấy? Đầm vịt đi. Lên liền em mã đầm vịt cho khỏi nhầm ha. Đầm vịt này còn 4 con cuối cùng đó. Chế nào lấy thì chốt thì dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho Hải mới chịu nha. Đầm vịt dùng cho em. Đầm vịt, đầm vịt. Lên nhanh dùng cho em mã đầm vịt dùng cho em ha. Mà 129.000, đầm vịt là 129. Giờ lấy chút em mã đầm vịt 129 dùm cho em. Đầm vịt cho đang đang. Rồi chốt đi dùm cho em mã set dùm cho em 109.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã set 109 có thể dùm cho em, đầm vịt 129. Đầm vịt cho chị Khánh Thành. Rồi cái này lên dùm cho em ha, bộ này giống bộ em mặc. Đầm vịt cho Hồng Khoa. Của em là màu xanh này ha. Còn đây là màu xanh này. Hết. Lên liền em mã dùm cho em. Đồng vịt cho Bảo Linh. Rồi lên liền cho em mã bộ dùm cho em 109.000 có tỷ dùm cho em. 60 cái đổi lại mẹ ok á. Chiều nãy thì chốt liền cho em mã bộ 109 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã bộ nha mấy chịu nha. 109.000 có tỷ dùm cho Hải nha. Bộ 109 dùm cho Hải. Chiều nãy thì chốt liền cho em. Kim em mã bộ nha mấy chịu nha. 109 dùm cho em. Đây cái đầm bà bàn gì đó hỏi đi. Chờ lấy chốt liền em mã set dùm cho em ha, 109.000. Đây, lên liền cho em mã hoa tím dùm okay, cho em. Ok, vậy có tồn tại nha. Rồi lên liền em mã hoa tím 109.000 dùm cho em nè. Đây mấy chị nè,
Trời em bán siêu rẻ luôn ấy. Cái đầm tím này xinh lắm, vải là vải xôi nha mấy chịu nha. Cái hoa tím này mặc lên rất là đẹp đó mấy chị. Chờ lấy thì chốt liền em mã hoa tím dùng cho em. Với giá là 109.000. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã hoa tím 109 dùng cho em. Rồi vịt 129 gì Thanh Dung, Thanh Dung là chung đơn với Tuyết Sương đúng không ạ? Rồi lấy liền em mã đầm hoa tím dùng cho em. Hoa tím 109.000 dùng cho em nè. Đầm nha mấy chịu nha, đầm dài dùng cho em. Hoa tím 109. Lấy liền em mã hoa tím dùng cho em 109.000 dùng cho em. Rồi chốt liền em mã hoa tím 109 dùng cho em. Hoa tím nha mấy chịu nha. Thôi rồi, ta đà sai nhau, bạn nhầm giá rồi. Hoa tím 109 lên giúp em ạ. Thôi, lỡ rồi cho lát luôn nha. 89.000, lên liền em mã bồ hồng 89.000 dùng cho em. Rồi lên liền em mã bồ hồng 89.000, bộ này là bán lũ rồi đó mấy chị nghe. Hoa tím chứ hồng nhưng 109. Rồi cái này lên liền dùm cho em mã xét dùm cho em nè. 89.000. Trời ơi cái này em bán lỗ đó mấy chị. Rồi lên liền em mã xét hồng dùm cho em 89.000 dùm cho em nè. Rồi lên liền em mã xét hồng dùm cho em 89.000. Sao cho mấy chị nào mà hoa tím gì hồng nè tê tê 58kg đổ lạc này ok á. Hoa tím gì kiên trương. Rồi liền em xét hồng. Hoa tím gì không tồn tại. Xét hồng, xét hồng. Rồi lên liền cho em mã xét hồng nha mấy chị ơi nha. Vương ơi chị khoản hết là sao? Chị để chị với. À ý là chị chuyển khoản đó hả? Chị chuyển khoản cũng được, chị có cũng được, sao cũng được hết. 119. Đây này cái xét bi đây. Cái này là 119 thôi. Cái xét nào 119. Ừ. Xét 119 là trong nguyện. Hải ơi còn chân váy đen chữ A có quần trong size M để cho chị cái nha. Ok chị Ánh Mai nha. Đây em yêu ơi, em yêu à. Em yêu. Hoa xanh dùng cho em 89.000. Bạn Xuân Thảo còn xem không? Rồi lên liền cho em mã hoa xanh dùng cho em nè. Hoa xanh 89.000, Thảo còn xem không Thảo ơi? Đó là ngày mai em gọi chốt đơn mấy chị nhỉ? Đơn này ngày mai gọi chốt đơn, chưa mai á mấy chị, tầm khoảng 1 giờ là nhà em được bắt đầu gọi chốt đơn nha. Nên là bạn nào có đơn mà khách mới á thì để ý điện thoại nha. Và nói luôn ấy là khách quen rồi mấy chị nào mua ba đơn của nhà em đủ lên á. Các bạn tin tưởng nhà em rồi thì nhà em sẽ không gọi chốt đơn nữa nha. Nha mấy chịu nha, chứ có nhiều bạn ấy sao mà kêu là không gọi chốt đơn không nhận hàng mấy chị. Nha mấy chịu nha. Còn có khách á thì chị Hải ơi đừng gọi chốt đơn. Còn có khách thì sao không có gọi chốt đơn. Họ bỏ tay. Cho là ba đơn đổ lên là mấy bạn nào nhận hơn ok rồi thì nhà em không có gọi chốt đơn nữa nha. Rồi lên liền em mã hoa xanh 89.000 dùng cho. Hoa xanh cho Quỳnh Anh. Lên liền em mã hoa xanh dùng cho em 89.000, em có được 4 con nè. Ok em yêu. Đây set đây mấy chị ơi, còn 2 set nè. 89.000 lên liền em mã set caro. Hoa xanh cho Bùi Trương Như Định. Rồi lên liền em mã set caro 2 set này 89.000 dùm cho em. Ok chào Thị Ngọc Linh. Hoa xanh cho Nguyên Nguyên 619. Rồi lên liền em mã set caro dùm cho. Hoa xanh cho gì không tồn tại. Hoa xanh cho bé cho chị Kim Ngân Hình. Rồi lên liền em mã set caro, em có 2 set này 89.000 dùm cho em. Set caro 89.000 bé em Phan. Rồi lên liền cho em mã set yến 99.000 có sỉ dùm cho em. Có chân váy xin chị ơi, có nhiều quá. Rồi lên liền em mã set dùm cho em nè. Rồi cái set này em tặng mấy chị 89.000 luôn. Có sao chị em. Có tồn tại có rồi chị nha. Rồi cái này ghi liền cho em mã dùm cho em. Ghi dùm cho em mã số 1 dùm cho em 89.000 luôn mấy chị. Mã 1 dùng cho em ha. Ở đây là cọt cho mấy chị nè. Kèm cho mấy chị quần dùng cho Hải nè. Và chị lấy thì chốt là dùm em ha. Nguyên set luôn. Và chị lấy thì chốt là dùm em mã set dùng cho em. Set dùm cho Hải nha mấy chị nha. Có 4 set nè. 89.000 cho 89.000 cho Nguyễn Thị Khỏe. Lên mã số 1 cho khỏi nhầm. Số 1 okay, là dùm em cho Trương Lệ Xuân. Ok chị Kim Phương Tố nha. Lên là dùm cho em mã dùm cho em. Ôi đẹp chưa mấy chị con có cho như kim số 1 cho Hậu Nguyễn. Thôi con gái này em bán tặng mấy chị này. Con này mấy chị nào mà 60kg thì lấy liền cho em ha. Tặng luôn cho mấy chị luôn 89.000. Lên liền em mã số 2 89.000 cho em.
Rồi lên liền em mã số 2 dùm cho em 89. Số 1 cái bé em Phan. Lên liền em mã số 2 nha, 89.000 dùm cho em. Mã số 2 nằm dài đuôi cái dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Đây nè mấy chị. Mã số 2 dùm cho em 89.000 đẹp chưa? Nè, đầm dài đó mấy chị, không phải là đầm ngắn nha. Rồi lên liền em mã số 2 89.000 dùm cho em. Mã 2, mã 2, 89.000. Ok, Quỳnh Anh nha, mã số 2 cho Ngân Thu. Lên liền em mã số 2 dùm cho em 89.000 dùm cho em. À đây dùm màu đen còn. Còn màu đen còn này mấy chị. Đây cái này, lên liền em mã quần đen dùm cho em nè. Quần đen 69.000 mấy chị, chốt 2 cái, 2 màu, 3 màu gì bị mặc cho nó sướng á. Quần này mang sướng lắm, đã lắm mấy chị. Số 2 cho Hồng Nhung 180. Mấy chị nè. Quần này là 65kg đổ lại đều mang ok dùm cho em ha. 65kg đổ lại đều mang ok luôn. Đẹp lắm nha. Đó, chắc quần của nó đã lắm. Số 2 Khánh Thanh 69.000 luôn. 69.000 liền em mã số 3, 69.000 dùm cho em. Đó liền em mã số 3 hay là quần đen gì cũng được hết. Số 2 cho Nguyễn Thị Mỹ Phương. Mấy con cuối cùng đó. Trời ơi, cái này màu đen về chắc cũng phải 100 cái á. Số 2 cho Nguyễn Thị Ngọc Lan. Ok chị nha. Số 2 thì không tồn tại. Quần đen này mấy chị nè, chắc đẹp lắm. Số 2 chị không lại có rồi nha, giờ là cái lượng mẫu quần đen 69 nhà cho em. Rồi lên liền cho em mẫu quần đen dùm cho Quỳnh Trang. Lên liền em mẫu quần đen mã số 3 cũng được nha, 69.000 luôn. Quần đen 69.000 lấy cho em cho 7 tòng. Quần đen phía cho Nguyễn Thị Kiều Trâm. Số 3 lấy với chị ạ, quần đen xíu như Lê Thị Thu Trà. Rồi lấy liền em mã số 4 dùm cho em. Rồi chốt thì em mã số 4 nha mấy chịu nha. À chốt chị thêm hai cái quần đen. Số 3 xíu như Nguyễn Phương 287. Rồi cái này ghi dùm em mã xếp gấu dùm cho em. 289 nè. Bỏ như này nè. Rồi lên liền em mã số 4 dùm cho em, 89.000 một bộ nè mấy chị. Ok, có tồn tại nha. Bộ gấu nha mấy chị nha. Rồi chờ lấy gì chốt liền em mã số 4 dùm cho em, 89.000 dùm cho em. Mã số 4, 89.000 em có được 3 con, 3 con nha mấy chị yêu nha. Chờ lấy gì chốt liền em mã số 4 dùm trời. Mã 4 mấy chị ơi. À để lên luôn cho mấy chị cái màu, màu gì đó nè, còn màu gì đó. Đây mấy chị, màu cam còn một lớp nào. Lúc chiều lúc trưa mình quên, để em hỏi cho mấy chị. Màu cam chị yêu. Đây, màu cam, chị lấy cam chốt cam. Nói chung là màu đen là cái màu hiện thoại rồi nha. Màu đen là màu hiện thoại rồi. Còn chị nào mà thích màu này kia thì lấy thêm màu cam hay ha. Màu đen thì nó khỏi cần phải bàn cãi rồi mấy chị. Cái nào cũng có 2-3 con hết trơn á nha. Và lên liền cho em cả dùng kem màu kem dùng kem 69.000 dùng kem. Hãy có được tầm khoảng 8 con. 8 con màu đen màu kem nha. Chờ lấy thì chốt liền kem nè. Rồi ghi dùng kem mã quần kem dùng kem với giá là 69.000 có sĩ dùng kem ha. Quần này chắc đỏ lắm mấy chị, chắc rất là sướng nha. Cái này mấy bạn mặc với áo cà rất tốt nè, hay là mặc với là áo thun này kia đều được hết. Lên liền em mã quần kem dùng kem 69.000. Con lóc cho mấy chị được tiền lây con. Quần kem xíu lê nặng 65kg nữa là này ok. Chị thích lê lấy áo này mang không này chị? Giờ lấy liền mẫu quần kem cho em 69.000 ạ. Cái này bao nhiêu rồi anh? 79. Rồi áo này là 79.000 nè. Giờ lấy thì chốt liền em mà áo 79.000. Chị thích lê lấy áo này nè chị. Quần kem cho Lụa Nguyễn. Quần kem cho Hồng Võ. Đẹp chưa? Kiểu của nó là áo nha mấy chị nha. Cái này các bạn mặc quần sọt ở bên trong á, rất là đẹp luôn. Đây nè, tay của nó nè, có 79.000 một con thôi. Chờ lấy chốt liền em mở trắng 79.000 dùm chi. Áo này đẹp, ôi là đẹp luôn á, đẹp lắm luôn á chị. Xịn con bà sò luôn. Chờ lấy chốt liền em mở áo dùm chi. Xíu em tắt lên em đăng cái này cho mấy chị xem ha. Tại vì lúc tối em thấy rồi mà em quên mất tiêu quá chị, quên đăng mất. Áo 79 cho Nguyễn. Chốt liền em mở áo 79.000 dùm chi, áo này đẹp lắm. Áo 79 cho chị Ngô Thị Ngọc Lan. Chờ lấy trắng chút trắng. Áo 79 cho Tức Lê Nặng. Rồi lên liền em áo trắng dùm cho em 79.000. Cái này mà mặc quần sọt thôi luôn á, đúng bài luôn, đẹp lắm. Kem 69.000 cho Volty. Rồi cái này lên liền em mã cargo xanh dùm cho em 79.000 có thể dùng cho em.
Rồi lên liền em mã caro xanh nha, mới chịu nha. Trắng 19 cho Nguyễn Thị Triều Trâm, áo 19 cho Sarah Nga. Rồi lên liền cho em mã này mới chịu nè. Trắng 19 cho Cậu Bốn Lá. Trắng 19 cho Thiền Ngọc Khánh. Trắng 19 cho Kiến Trương. Rồi lên 19 là mã, trắng 19 cho em ạ. Rồi lên liền em mã caro xanh dùng cho em, 79.000 có sỉ dùng cho em. Rồi lên liền em mã áo caro xanh bèo bèo như thế này nè mấy chị nè. Cái bèo của nó đẹp lắm, bèo siêu dễ thương luôn. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã caro xanh dùng cho em. Caro xanh nha mấy chịu nha, với giá là 79.000. Form 55 cái đổ lạnh em ok đó, con này rất là xinh luôn. Con này mặc với chân váy đen này kia là đẹp lắm đó mấy chị. Chiều lấy thì chốt liền em mã caro dùng cho em. Chốt liền em mã caro ha. Caro dùng cho ai? Caro, caro, caro 79.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy hồng 119.000. Rồi lên liền cho em mã hồng 119 dùng cho em. Hồng nha. Cái này là hồng vì sao? Hình nó có cái viền ở dưới đây hồng ha. Và cái chữ dùng cho em này. Con này 65kg đũa lại cái đầu dùng cho em ha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã đầm hồng dùng cho em 119.000 dùng cho em. Hồng 119 nha mấy chị nha. Bầu bí bông chen vô tư luôn. Cái đầm này xinh lắm mấy chị. Đầm này rất là đẹp luôn. Chiều lấy thì chốt liền em mã hồng dùng cho em 119.000 dùng cho em. Hồng 119 ha, chờ lấy hồng 119 có mấy con thôi nè. Rồi mấy chị nào mà to, mấy chị nào mà mặc quần size to chốt lại cái quần này. Hồng 119 luôn chú em cho đang đang. Đó liền mấy mã hồng 119. Rồi này chốt tất mấy cái quần này size S chút. Hồng cho Lưu Thị Phạm. Hồng cho Hồng Vy. Tay, ui, tay vẫn còn à, quần này mấy chị còn nào hồng mà hồng cho Thiên Nguyên, Thiên Nguyễn. Cái này mấy chị 52kg là mặc được cho em nè. 52kg men vừa ha, 79.000. Lên liền em mã quần. Quần dùng cho em, 79.000 dùng cho em. Rồi lên liền em mã quần dùng cho em, 79.000. Rồi chốt liền cho em mã quần, 79.000. Cái này là size S đây em. Thị Lý là cọc đấy đúng không anh? Cọc là mở. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. À quần ngố có tan 2L M mở vô đơn dùng chị nha. Ok chị. Rồi lên liền cho em mã quần 79.000. Đây nè mấy chị, đây là size S nè. Em đang cầm size S nha. Nhưng mà nó có co giãn như thế này nè. Đây, co giãn cho mấy chị nè. Mà cái form hàng này là form to nha. Lên liền em mã quần 79.000. Xịn sò lắm. Đây nè mấy chị nè. Có bao bì tác cho mấy chị luôn nè. Đẹp lắm luôn, tới cây lượng có chưa thôi? Có cái gì? Xanh mờ mang vừa ấy, chị Thiền Nguyễn. Mờ mang vừa ấy. Chị có cái gì đó chưa? Quần bị với cậu là. Rồi mấy bộ này siêu phẩm luôn. Không đẹp, không lấy tiền mấy chị luôn. Hai bộ duy nhất 109.000. Quần 79.000 như bạn Tồn. Thay L không. Quần 79 cho Hoàng Thị Minh Nguyên. Thay L chắc là trong 3 chiều. Chiều mấy chị, chiều em sẽ lọc ra nha. Em lọc mẫu ra đem quần ra cho nó như Thị Liên. Chị em lọc mẫu lọc size. Cái kia lượm chị có lấy đầm hồng lên mã đầm hồng với em chị ơi. Em chưa thấy chị lên mà. Rồi lên liền em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hãy chưa có chạy ra hết mấy chị. Chưa có chạy ra hết. Tối hãy đăng cho mấy chị. Rồi cái này ghi liền cho em mã bộ dùng cho em nè. Rồi chốt thì dùng cho em mã bộ xanh dùng cho em ha, 109.000 dùng cho em, chắc đẹp lắm. Mấy cái này là mặc siêu mát luôn á, eo thật luôn á. Mát lạnh luôn, mấy bạn mà nhìn chắc hỏi bạn ghiền luôn á. Bộ xanh dùng cho em ha. Lên liền em mã bộ xanh dùng cho em, 109.000, em có 2 bộ này. Xanh 109, 2 bộ duy nhất. Lên liền em mã bộ xanh dùng cho em ha. Rồi cái này là quần size M dùng cho em nè. Quần size M dùng cho Hải với giá là 79.000. Lên liền em mã quần size M 79.000 dùng cho em. Quần M nha mấy tình yêu nha, 79.000 có một con nè. À để em lên cho mấy chị cái yếm hoa này, còn đâu được 3-4 con nhé. 3-4 con. Chị mua đồ không thấy mẫu. Vậy thôi chứ chị hỏi em là chốt cái chị đầm chị hồng. Chị hỏi lên đầm hồng chưa? À lên đầm hồng chưa hả? Em tưởng đâu chị kêu là chốt đầm hồng chưa? Quần size M chị Yếm Thị 79. Chị ơi, có hai quần màu xanh để 69.000 nè. Giờ lấy xanh, chốt xanh dùm cho em. Đầm hồng là đầm nào?
là cái đầm đó. Đây cái đầm này để chị đợi em một chút xíu. Rồi lên liền em bộ xanh anh chút. Bộ xanh gì mộc mộc. Rồi cái này chị lấy chút liền em mẫu quần xanh 69.000. Hai con cuối cùng nha, là em hết quần này rồi đó mấy chị. Hết rồi đó, chị nào chốt thì chốt cho em luôn ha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Chốt liền cho em mã dùm cho em ha. Lên liền em mẫu quần dùm cho em. Quần xanh dùm cho em. Quần xanh 69 cho chị à. Lùa Nguyễn. Quần xanh 69 cho Ngô Kiều Anh. Rồi lên liền em mã bộ hoa 89.000 dùm cho em nè. Cái bộ hoa này là em bán lỗ đó mấy chị. Mấy chị chốt đi, thật sự luôn ấy. Cái này em nhập vô trên hết giá quần xanh à. Trên giá 90 rồi, em nhầm giá mất tiêu mấy chị. Thôi em tặng luôn cho mấy chị lỡ rồi lát luôn ha. 89.000, chờ lấy chút em mã bộ cam dùm cho em. Bộ cam này đẹp lắm mấy chị, 89.000 bán lỗ đó. Em với lại cho chị cái gì quên rồi. Cái hoa xanh, yếm xanh lúc xấu vẫn còn mấy con rồi đó đấy nha. Quần thôi đừng quần vô nó nghe nhỉ. Lên vái vô thôi, quần ngày chiều đã lọc ra nó còn mẫu nhiều lắm, quần mất la đi lay lại. Rồi lên liền cho em mã bộ dùm cho em, về bỏ dùm cho em. Bộ cam bên trên 89.000 bộ cam này hãy bán lỗ đó mấy bạn chốt đi. Bộ cam cho Ngân Thu. Rồi lên liền cho em mã đầm hoa dùm cho em nè. Đầm hoa này em có con thôi, em tặng luôn cho mấy chị luôn, 89.000 hai con. Quần xanh đi mất rồi. Hai con size S nha mấy chị luôn nha, để con còn quần xanh nha. Trên có bộ cam rồi chị nhỉ? Có quần xanh rồi mấy chị ơi. Không lê cái mới mã kèm số điện thoại cho em. Rồi cái này lên liền dùm cho em mã đầm dùm cho em ha, size này cho mấy chị 52 cái đổ lại thôi. Tặng luôn mấy chị 89.000. Chờ lấy thì chốt liền em mã dùm cho em. Hai con nha, chờ lấy thì chốt liền cho em. Lấy liền cho em mã váy dùm cho anh. Chưa nha chị Thị Liến ơi, chưa gọi chốt đơn mà chưa lấy địa chỉ sao gửi. Rồi cái này chiều lấy thì chốt rồi dùm cho em, dùm cho em nha. Đồng xanh 89 Hoàng Thị Minh Quy. Rồi lấy liền em mã 99.000 dùm cho em. Chốt em mã vịt 99.000 dùm cho em, có con thôi. Rồi chốt liền em mã vịt nha mấy chị nha. Vịt này là đầm có túi luôn rồi mấy chị nè. Con đầm vịt này đẹp lắm, 99.000 là bán vui đó mấy chị. Vịt dùm cho em, trời ơi bài này đẹp không muốn, mẫu lẻ mà. Rồi ba set cuối cùng, ba set cuốn cùi luôn mấy chị ơi. Rồi chiều lấy thì chốt đi dùm cho em ạ. Chốt đi mấy chị. 129.000. Vịt cho Sa Nguyễn 99.000. Rồi cái này ghi liền cho em mã 129. Giờ là em lên đầm không nha. Ôi vịt còn con. Khách mới mã kèm số điện thoại dùm cho Hải với. Một hộp trời cái móng tay. Thì mỗi lần làm đau tim đi coi. Đây vịt em còn được 3 con, 99.000 khách mới mã kèm số điện thoại. Vịt cho lên thì Mỹ Dung. Rồi chốt liền cho em mã số. Bé không có lên quần tay gì hồi Mỹ Trần ơi. Em mấy chị. Rồi chiều lấy thì chốt đi dùm cho em ha. Đi dùm cho em mã Yếm, trời ơi Yếm này về nha. Bỏ cái áo này qua bên xong mình mặc cái này thôi nha. Rồi mình cho chồng mình cái áo này cũng được luôn. Mặc cái đầm maxi này cho Hải nè. Đẹp nhất nắp luôn ấy nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em 129.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã Yếm dùm cho em, 129 dùm cho em. Chốt liền cho em mã Yếm nha mấy chị nha. 129.000 Yếm này đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Ba set cuối cùng đó mấy chị. Chiều lấy thì chốt liền cho em. Yếm lên liền em mã Yếm. Đẹp lắm. Yếm 129 lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em ha. Rồi chốt liền cho em mã váy dùng cho em, tặng cho mấy chị con váy này với giá là 119.000, có sỉ có được hai con. Lên liền cho em mã này là mã số 1 dùng cho em. Mã 1 ha. Lên liền em mã số 1, bỏ của Lê Thị Mỹ Dung ra riêng đi em. Rồi ghi dùng cho em. Rồi chốt đi dùng cho em. Phải cho Phong Lê. Rồi chốt nhanh dùng cho em mã số 1 dùng em, 119.000 dùng cho em. Chị Kim Hương có lấy đầm này không nè. Phong dài nè chị. Dài á. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã số 1 dùm cho em. 119.000 rẻ đó mấy chị. Số 1 cho Sa Nguyễn. Rồi lên liền em mã số 2 dùm cho em, 119.000. Mỗi mã có một con thôi nha. Rồi lên liền em mã 2 dùm cho em, 119.000 nè. Em thấy mấy cái mẫu này hot lắm luôn á. Biết còn nè. Để lại cho em một con đi. Yếm cho chị Kim Tuyến Phan. Rồi lên liền em mã số 2 dùm cho em. Số 1 cho Ngọc Vinh Võ. Rồi chốt thì em mã số 2, 119 dùm cho em nè. 119.
rồi lên liền cho em mã số 3 dùm cho em. Ôi. Rồi mã số 3 dùm cho em tặng luôn mấy chị. Số 2 dùng qua. Rồi lên liền em mã số 3 89.000 dùm cho em. Mã số 3 dùm cho Hải nha, 89.000 size cho mấy chị 52kg đổ lại men ok. Một con đầm tơ nhúng như thế này nè, nha mấy chị nha. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Chốt liền em mã này là mã số 3 dùm cho em. 89.000 dùm cho em, mã số 3 này đẹp nè em yêu ơi. 389 chi trần. Rồi một bộ cuối cùng mã số 4 dùm cho em nha. 99.000 mã số 4 99.000. Chị nào mà thích kiểu giống như là mua mà được lợi á thì mua cái set này cho em. Một con quần ống sung nha. Kèm thích lắm thì chốt mã kèm số điện thoại lên với em mấy chị ạ. Một con quần ống sung nè, kèm cho mấy chị một con sơ mi luôn. Mà có 99.000. Số 2 cho Sương Đặng Ngọc Sương. Đây, tính ra mỗi thứ có 50.000 thôi. Cái quần 50.000, cái áo 50.000 nha mấy chị yêu nha. Mà mấy anh? 4. Mà 5 chứ, mà 5 là 4. Mà này là mấy? 4. Lên liền em mã số 4 dùm cho em. Mã 4 này lúc nãy còn. Thôi rồi, nó đẹp quá trái. Rồi lên liền cho em. Mã số 1 này đã 89 rồi. Ừ, anh yêu mấy. Rồi lên liền em mã số 5 dùm cho em này. Hồng Khoa lấy nè em. Số 3 đáp chính này cho 7 tàu. 119.000. Lên liền cho em mã dùm cho em. Chốt liền cho em mã số 5 dùm cho em. 99.000. Số 4 cho em đô. Rồi lên liền em mã dùm cho em. Phong le le gì đó, xin lỗi em kìa. Lỗi gì? Không biết. Chắc là bỏ đơn ra chứ gì. Dễ thương quá à. Cái váy này dễ thương nè. Mã số 5 á chị. Lên liền em mã số 5 dùm cho em. 119.000. Mã cái này không? Đúng không? Mở cái hình đó em coi. Số 5 mà mình với gì An Huỳnh? À, số lá keo. Em tưởng là chị xin lỗi em chứ. Số 5 cho Như Kim. Mình vô tính vậy. Số 5 cho Hồng Khoa. Chị Hải cao như vậy, chị Hải cao 1m54. 56 đô. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùm cho em. 99.000. Mấy chị, mấy cái mẫu này em bán nó chị Nguyên Tố. Em bán nó qua nhiều rồi mấy chị, nên là em sale nha. Hết mã 5 ạ. À. Thật sự luôn, em cũng ôm sale mấy chị. Nhưng mà em bán qua nhiều rồi, nên là thôi em cũng bán rẻ luôn cho mấy chị luôn. Ví dụ như mẫu này 99.000 nè. Nha mấy chị yêu nha, là bán lỗ sắc mặt lờ luôn á. Nha mấy chị yêu nha, bán nhiều quá rồi. Quá là nhiều luôn, tại vì mấy cái mẫu hot này lúc nào cũng về trước đó mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Em không lấy mã 5 nha, on your team. Lên liền em mã số 6, 99.000 dùng cho em. Số 5, 99 luôn lại cho Thu Thủy Phạm. Cái mã nó hốt, mã nó đúng là có một con duy nhất đó. Số 6, 99 cho không tồn tại. Rồi lên liền em mã số 7 dùng cho em, 119.000 dùng cho em. Số 6 cho Bích Hương. Rồi lên liền em mã số 7 dùng em, 119.000. Rồi lên liền em mã số 7 nha mấy chị nha. Chị Hải còn áo thun Mỹ không? Em muốn lấy sĩ áo phong về bán like rồi đó. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền em mã số mấy anh? 7. Mã số 7 dùm cho em, 119.000. Mã 7 này hot lắm mấy chị. Mã 7 này em chưa được bán nha. Em chưa được bán luôn á. Nhưng mà thôi cái này em lấy rẻ thì em bán rẻ cho mấy chị 119.000. Số 7 gì em trình? Chị quần thun Mỹ nè chị, hiện tại là hot nha. Chị không có lấy được hàng thun Mỹ á em. Về chưa có á. Nào có chị nhắn tin ha. Rồi size M này mấy chị nào mà 55kg thì chốt luôn nha. Rồi lên liền em mã số 8 size M dùm cho em. 55kg là chốt. Chốt luôn nha mấy chị nha. Đây nè, coi giải cho mấy chị nè. Và em đang cầm là size M nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã số 8 dùm cho em, 79.000 một cái quần này. Bao giá luôn cho mấy chị luôn. Và đây là em nhập từ Taobao về nha mấy chị nha. Không qua trung gian một ai hết nên là giá rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Không qua trung gian một ai hết nên là bán rẻ cho mấy chị 50.000 một cái quần này luôn á. 50.000 một cái quần nha mấy chị nha. Nên là chị nào lấy thì chốt lẹ dùng cho em. Cứ dùng cho em mã dùng cho em ha. Em ghiền thun nhà chị á, năm ngói em mua cũng tầm 18 mang năm tới giờ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt thì dùng cho em mã số 8 dùng cho em. 89 cho Úc Ngọc. Chốt thì may mã số 8 cho em Vương Nguyễn Thị, 8 cho Sông Đô. 8 dùng cho ai 79.000. Thun Mỹ chị cũng có mà chị bán lai trai à, không có nhiều chứ.
Rồi có đúng một con duy nhất đầm sao dùm cho em. Đơn liền em mở váy sao dùm cho em. Đẹp. Tóc lắm thì đẹp chưa? Mặc cái đầm luôn. Tám Tiên Nguyễn. Đây có quần bên trong. Váy này có quần bên trong nha. Chờ lấy chút em mở váy sao size S thôi. Váy sao size S nha, 52kg mang vừa, 99.000 luôn. Đơn liền em mở đầm sao nha, đầm sao dùm cho em. Đầm sao 99.000 có con thôi. Chờ lấy chút thì em mở đầm sao. Rồi con đầm caro này em có đăng hình rồi nè. Rồi lơ liềm cho em mở váy caro dùm cho em 89.000 dùm cho em. Rồi lơ liềm em mở váy caro 89.000 dùm cho em nè. Váy caro nha mấy chịu nha 89.000. Em có được là 5 con. 5 con váy caro nha mấy chịu nha. Chiều lấy thì chốt liềm em mở váy caro dùm cho em. Chiều lấy váy sao thì chốt váy sao dùm cho em. Em có mở không có thì không nguyện nha. Rồi lơ liềm em mở đầm caro. Đầm caro này em có hình rồi nha 89.000, phone này 60kg đổ làm em ok luôn á. Đầm caro cho Nguyễn Phương Hàm. Chờ lấy chốt liền em mở đầm caro dùm cho em. 89.000 dùm cho em. Chốt em mở đầm caro. Đầm caro cho không tồn tại. Đầm caro lên giúp em ạ. Lấy liền em mở đầm caro dùm cho em ha. Và cái này chiều lấy thì chốt liền em mở đầm hoa dùm cho em nè. Trời ơi đầm hoa xin cho cắm binh dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã đầm hoa dùm cho em 99.000 size 1 xinh không? Xinh lắm nha, ngàn tơ. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Đầm hoa dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã đầm hoa nha. Bên trong là có quần cho mấy chị á. Mấy cái này là chắc chắn bên trong là có quần hết rồi. Quần rồi nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em. Lên liền cho em mã đầm hoa dùm cho em 99.000 có 2 con. Lên liền em mã hoa nha mấy chị nha. 99.000 2 con duy nhất. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã váy nâu dùm cho em nè. Rồi lên liền em mã váy nâu dùm cho em ha, 99.000 luôn, em cũng có một con thôi. Lên liền em mã hoa nâu dùm cho em nè. Hoa nâu này size S thôi nha mấy chị nha, hoa nâu này dễ thương nè. Hoa nâu này bạn đi làm được luôn á. Cái váy hoa của nó đẹp lắm. Cổ của nó này mấy chị, nó phối cho mình nè. Tay nha mấy chị nha, tay tơ hai nút nè. Đẹp lắm luôn á, chiều lấy hoa nâu, chốt hoa nâu dùm cho em. Lên liền em mã hoa nâu. Hoa nâu cho xong đua. Rồi cái này ghi liền cho em ha. Chốt liền dùm cho em mã duy nhất dùm cho em ha. Duy nhất dùm cho em 119.000 có một con. Rồi lên liền cho em mã duy nhất 119 dùm cho em. Duy nhất 119 em có đúng một con duy nhất. Đây, bầu bí phong trang vô tư. Lên liền em mã dùm cho em. Đầm hoa mã đầm. Khi nào em chốt đơn rồi chị báo chị nha. Hoàng Thị Mỹ Nguyên, giờ chị nói em mà em biết em chết liền đó chị. Em like biết bao nhiêu mã mà giờ chị nói là cái đầm hoa đó chị không lấy thì sao em nhớ được chị. Rồi lên liền cho em mã, trời ơi, lên liền em mã đẹp dùm cho em. Bộ 19 vô hình trang. Rồi lên liền em mã đẹp, nhưng mà chỉ dành mấy bạn 52kg đổi lại thôi. Mã đẹp này tay bồn. Một con duy nhất á, chờ lấy mã đẹp thì chốt mã đẹp dùm cho em. 99.000 có con thôi. Lên liền cho em mã đẹp. Đẹp 99.000 là giúp em ạ. Lên liền mấy mã đẹp nha, một con quá trời luôn, quá đẹp lắm. Đẹp như Khánh Đoan. Chị Hằng Nguyễn My ơi, chị chọn thêm thì cọp với em 200.000 vào tài khoản rồi chốt tiếp chị nhá. Rồi cái này là size M này mấy chị nè. Quần xanh size M, ở đâu? Đây cho Hồng Khoa nè. Quần xanh cho Hồng Khoa 79. Rồi lên liền mấy mã chân váy dùm cho em, cái này là quần mấy chị. Lên liền cho em mã quần dùm cho em ha. Quần này em có một con duy nhất thôi. Chờ lấy thì chốt thì dùm cho em mã quần dùm cho em nè. Lên liền cho em mã quần size M. Size này mấy chị 50kg mang vừa nha. Phôm to ấy. Chờ lấy thì chốt Hồng Kho lấy con này không em. Đẹp chưa? Mấy cái mã lạ không à. Đẹp hiền. Đẹp lắm luôn ấy. Đây nha mấy chị nha. Kiểu như nó đắt đó mấy chị nha. Mà nó không phải là rách đâu nha. Đây nè mấy chị nè. Cái vải của nó là bên khác nè. Nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt thì em mã quần khác dùng cho em. À 79.000 có sỉ dùng cho em một con thôi. Cái liền em mã quần khác dùng cho em. Mặc lên là nhức mắt luôn. Quần đó đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi cái này duy nhất một con đẹp 99 này. Rồi. Hả? Cái gì hả? Là mã đẹp 99. Đẹp 99 nó hết rồi chị. Cho chị mấy cục đậm rồi nó luôn đi. Đậm ấy. Rồi lên liền cho em mã quần khác. Quần khác cho Đặng Ngọc Sương. Hôm thứ hai mua đồ không? Chị em đỡ gì thôi. Chứ thấy đồ gì cũng muốn mua mẹ. Rồi cái này ghi dùm em mã số 1 dùm cho em.
Mã số 1 mấy chị thấy size S này. Trời ơi. Này size M nha, chiều lấy thì chốt liền em. Mã số 2 dùng cho em. Mã số 2 size M dùng cho em ha. Lên liền cho em mã số 2 size M dùng cho em này. 79 ngàn, chốt liền em mã 2 size M 79 ngàn. 2 size M nha, 79 ngàn chốt. À đúng rồi. Chị gì quên rồi. Lấy bộ này may nè mấy chị. Thôi em đi ra em thay cái bộ này được. Mặc cho nó mát mẻ nè. Nè yeah. Bộ hoa dùng cho em 89 ngàn. Nè hốt lấy bộ này không. Nè cái áo của nó nè mấy chị nè. Đây mấy chị. Rồi chiều lấy thì chốt này dùng cho em. Mã dùng cho em nè. Hoa dùng cho em nha mấy chị nha. Rồi lên liền dùng cho em. Mã dùng cho hỏi mấy chị nè. Bộ hoa dùng cho em 89 ngàn. Bộ này xinh lắm luôn á mấy chị. Lên liền em mã hoa 89 ngàn dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã bộ hoa dùng cho em hoa 89 ngàn mấy chị. Nhìn cái áo của nó nè. Nó đắp cái vảy hoa này lên nó theo luôn cho mấy chị luôn. Cái hoa này xinh lắm. 55kg đổ lại mình ok. Chờ lấy chút em mã hoa 89 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã hoa nha mấy chị nha. 89 ngàn dùng cho em. Bộ hoa dùng cho em 89 ngàn dùng cho em nha. Chờ lấy chốt liền cho em hoa 89. Hoa 89 cho như kim. Lên liền em mã hoa nha mấy chị nha. 89 ngàn. Hoa 89 cho không tồn tại. Hoa 89 cho gì à? Đặng Ngọc Sương. Hoa 89 cho Kim Hiền. Hoa 89 cho Ngọc Thanh. Ta dài ta. Sao mà lỡ nhiều thế không biết. Hoa 89 cho Thảo Quyên. Hoa 89 cho Phương Phương. Hoa 89 cho Nguyễn Bảo Pha Lê. Rồi lên liền cho em mã duy nhất 99 ngàn dùng cho em nè. Rồi bắt đầu là em lên toàn là như thế này nè mấy chị. Nhưng mà mẫu ok chàng Nguyễn cầu vô bé mới cạc. Thôi cho mua bi, cạc mua bi. Đây nè mấy chị, nhưng mà mẫu nó chỉ có một con thôi nha. Đây là hàng một con thôi mà hàng đẹp lắm. Nhưng mấy chị ơi nha. À hãy ơi hết nha. Rồi chốt đi dùng cho em mã dùng cho em. Hoa xanh dùng cho em nè, 99 ngàn. Size mấy chị nè, SM mang vừa hết luôn. Cái hoa này đẹp lắm mấy chị. Đây nè. Trời cái đầm hoa này siêu đẹp luôn ấy. Có một con thôi nha. Nên là chế nào lấy thì chốt lại dùng cho em nè. Hoa dùng cho em. Với giá là 89 ngàn dùng. À 99 ngàn dùng cho Hải nha. Không ai lấy cái này hả? Có ai lấy không? Chỗ em. Nãy giờ em ngứa mặt đầm hoa đó mấy chị. Có chị nào lấy không? Không thì để chị mặc. Ừ. Đây em mặc cái đầm hoa này nha. Đầm hoa này xinh lắm. Trời ơi cái đầm hoa này xinh lắm mấy chị ơi. Tại sao không lấy cái đầm hoa này mà. Dễ thương quá à. Trời. Không tồn tại quá không. Hoa xanh này đẹp lắm mấy chị. Từ từ để em kéo lên đây nè. Tưởng đâu không ai lấy em lấy mặt luôn á chị em đi anh. Đi cà phê sáu mảo. Đẹp quá trời đẹp, đẹp đúng không. Hoa xanh chín chín như chị không tồn tại. Rồi đợi em một xíu. Trời ơi nó đẹp như thế này đây mấy chế mặt sao bị chậu. Đi đẹp đẹp. Nè. Dễ thương hề. Trời ơi nó đẹp như thế này mà không lấy à. Tại sao. Rồi lên liền em y như vậy luôn mà hoa ca kìa đẹp hề. Nói giờ không bán. Tôi liền y như vậy luôn mà hoa cam. Chị lấy chút em mở hoa cam. Trời ơi nó đẹp quá à. Đó ngày mai có người rủ đi chụp hình nữa mới ghê chứ. Rồi lên liền em mở hoa cam. Y như vậy luôn mà hoa cam đi. Rồi chốt liền cho em mở hoa cam nha. Y như vậy luôn mà hoa cam nè. Hoa cam dùng cho em 99 ngàn. Hoa cam 99 cho chị Thúy Hình Ngọc Khánh. À. Rồi chốt thì dùm em mã caro dùng cho em 119 ngàn có 2 con nè. Rồi lên liền em mã caro 119 2 con duy nhất. Rồi chốt thì dùm cho em mã caro dùng cho em ha. Thiệt kìa. Trời ơi nhìn cái đầm này nhìn mặt lên nó thì mịn quá trời luôn á. Mặt lên giống như gái chưa chồng đó mấy chế nghe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chốt thì dùm cho em mã dùng cho Hải nha mấy chị ơi nha. À lên liền em mã caro dùng cho em 119 ngàn dùng cho em. Caro nha mấy chị nha, 119 ngàn. Mấy chị, đây là mấy cái mẫu lẻ thôi mấy chị nha. Caro 119 mấy chị Nguyên Nguyên. Em chưa có xoài hàng xong ấy, nên là em like mấy mẫu lẻ tặng trước ấy. Nha mấy chị nha.
Trời lâu lâu rồi thấy chị đi vô. Ôi trời ơi, ngàn nhỏ. Ui 119.000 lên liền em mẫu phối hoa dùm cho em. Ôi nó đẹp chưa. Rồi ghi dùm cho em mẫu phối hoa dùm cho em. Ok chị Nguyễn Hồng Phúc nha. Xíu em chiều em ra em lọc nha. Tại vì tới mấy ngàn cái đầm lận. 3.000 cái đầm như thế này ha. Nhưng mà giờ mới cắt một bao à, nên là chưa có biết mẫu đâu. Cứ lai tạm mỗi mẫu một cái này trước ha. Tại vì cắt trước cái bao lẻ mấy chị. Bao lẻ nha. Rồi lên liền cho em mã hoa phố 119 dùm cho em nè. Không có cho chị đó. Lên liền em mã hoa phố dùm cho em. Hoa phố cho chị hồng hoa. Rồi lên liền em mã hoa đỏ dùm cho em 119.000 dùm cho em nè. Hoa đỏ dùng cho em nha mấy chịu nha. Rồi lên liền em mã hoa đỏ dùng cho em 119.000 dùng cho em. Hoa đỏ nha mấy chịu nha, 119 dùng cho Hải nè. Hoa đỏ nha mấy chịu nha, hoa xanh Hải chốt rồi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã hoa đỏ dùng cho em nè. Hoa đỏ 119.000 có một con thôi. Mấy cái này là mẫu lẻ. Ok chị, còn bá trời ngồi đó chứ ơi, nhiều lắm. Rồi lên liền cho em mã hoa cam dùm cho em. Hoa đỏ cho chị Bích Hương. Ở đâu mà chốt lại vậy? Có một con. Hoa đỏ đó chị. Một con chứ. Ở ngoài đó còn á, để xíu. Thì ra thì lấy ra chị nữa một chút. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em ha. Khi em mã hoa cam dùm cho em nè. Hoa cam nha mấy chịu nha, 99.000 em có một con thôi. Hoa cam xô 99.000 duy nhất một con. Đây nó cái mẫu lẻ lẻ này mấy chị. Chị Hồng Phúc lấy set này không nè, set này đẹp lắm nè. Tại sao nó có cái set này? Quần tinh màu chị mặc đang. Hoa cam 99 cho chị Quỳnh Thư. Rồi cái này ghi dùm cho em mã set, em có một set duy nhất nè, 99.000 luôn. Đây là cái bao lẻ nha mấy chịu nha. Bao lẻ mà ví dụ như người ta đóng á hết á mà còn lẻ á, người ta báo cho em là còn lẻ em có lấy hay không thì em lấy á là nó sẽ được rẻ hơn. Rồi lên liền cho em mã xét giùm em 55 kg đổ lạnh em ok. Xét 99.000 dùm cho em nè. Rồi cái này chốt đi dùm cho em mã xét khác dùm cho em 99.000, size cho mấy chị 52 kg nè. Rồi chốt liền em mã xét khác dùm cho em. Rồi cái quần này nó đẹp. Mấy chị, cái quần này là giống cái quần mà cái set caro đen á kìa, với là cái áo sắc nách như thế này nè mấy chị. Nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cái lan tròn. Rồi chốt liền em mà set khác dùm cho em. 99.000 luôn, set này đẹp nè mấy chị. Set khác nha mấy chịu nha, 99.000 dùm cho em. Set khác, lên liền em mà set khác cho khỏi bị nhầm mấy chị. Set khác dùm cho em, 99.000 dùm cho Hải nè. Lên liền em mà set khác, có 4 set nè. Rồi Hải chốt liền em mà set khác. Xét khác lên giúp em ạ. Lên liền em mã xét khác cho mấy triệu nha. Giờ lấy thì chốt liền em mã giùm. Đây quần sọt. Hãy lên rồi chị nhưng mà chưa hết đâu tấu hãy lên tiếp. Tiểu Vy Dương xét nó hết rồi chị ơi. Lên mã xét khác giúp em anh đợi mặt hết rồi đúng không? Rồi lên liền em mã váy caro dùm cho em. 119.000 dùm cho em. Rồi lên liền em mã caro nha mấy triệu nha. Rồi lên liền em mã caro dùng cho Hải với giá là 119.000, lên liền em mã caro dùng cho em. Em ơi, còn quần xung đen 690. Hết rồi chị ơi, trời ơi. Mấy chị, em like hơn 100 cái quần màu đen nó hết sạch luôn rồi đó. Sạch sẽ luôn á, nha mấy chịu nha. Cái đầm caro này nó giống cái caro Hải đang mang này. Nhưng mà nó khác á, là của Hải là có tay nha. Còn đây là không có tay mấy chị, đây là không có tay nè. Cái phần eo của nó cũng như vậy luôn, cái đầm caro này đẹp lắm. Phải của nó mấy chị nhìn. Đây nha. Lên liền em mã váy caro 119 dùm cho em nè. Giờ lấy liền mã váy caro lên với em 119. Lên liền em mã váy caro 119.000 dùm cho em. Caro cho chị Ngọc Thanh Võ. Rồi cái này lên liền em mã caro vàng dùm cho em 119.000 dùm cho em. Rồi lên liền em mã vàng dùm cho em. Xét đi o lên chưa em? Xét đi o lên rồi chị. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em ha. Lên liền cho em mã vàng dùm cho em. À, đó bé học lớp 8 mặc được không chị? Rồi bé 8 kg. Bé 8 kg mang vừa Sư Nguyễn. Vừa nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. Lên liền em mã caro khác dùm cho em. Màu bí bông trang vô tư luôn ha. Caro khác 119.000 dùm cho em. Rất liền em mã caro khác. Rồi lên liền mã caro khác cho em. Các chị mấy cực lãng nè. Rồi lên liền cho em mã vịt dùm cho em nè. Caro vàng. Caro vàng. Caro vàng cho Nguyễn Hồng Phúc.
Rồi cái này ghi dùm cho em mã vịt dùm cho em 99.000 dùm cho em. Rồi lấy liền em mã váy vịt 99.000 em có một con này. Vịt 99.000 ha, giờ lấy vịt chút vịt dùm cho em. Em này caro còn cá này cho chị. Caro 119 lúc nãy cho Khánh Đoan. Rồi lấy liền dùm cho em mã 119.000 dùm cho em. Lấy liền em mã số 10 dùm cho em. Ghi dùm cho em mã số 10, 119 dùm cho em nè. Thế mà hết rồi bây giờ. Set Mickey còn không chị ơi. Set Mickey là set nào ta? Là cái set Mickey xanh đó đúng không? Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Nè mấy chị nè, đẹp chưa? Rồi lên liền em mã số 1 dùm cho em 119.000. Có con duy nhất không? Con sắp lắp nãy em chốt cho bạn nào sao? Khánh Đoan nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Mã số 1 dùm cho em. Lên liền em mã số 1 nha, 119.000. Có con cho mấy chị. Mã 1 dùm cho em, 119. Kệ cục nào cũng được. Cái này còn số 1 của Lê Thị Thanh Hoa. Mã số 2 119.000. Con này là cái mẫu mà mẫu em mặc này mấy chị nè. Y như vậy luôn mà màu khác thôi. Lên liền em mã số 2 119. Mẫu hãy mặc nhưng mà màu khác. Mẫu hãy mặc nhưng màu khác ha. Chiều lấy thì chốt liền em. Cái kia đen quần kem hả chị. Ok. Rồi lên liền em mã vàng dùm cho em. Mã số 2 cho ngon không? Trời ơi cái mã vàng này nó đẹp. Mã vàng này em chưa được bán luôn á mà em ôm sale rồi 119.000 quá trời rẻ luôn nè. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùm em 119.000 dùm cho em. Rồi lên liền em mã số 3 nha mấy chịu nha 119 dùm cho em. Lên liền em mã số 3 dùm cho em 119.000. Caro không lấy nhé, không phải caro vàng nhé. Caro ha, bỏ ra đi anh, caro kem á chị lấy không báo em với. Caro hồng hồng kem kem á chị chứ không phải caro vàng chị Khánh Doan ha. Caro kem kem á chị. Chứ không phải là caro kem. Rồi lên liền em mã vàng dùm cho em. Caro kem kem á chị chứ không phải là caro vàng nha. Rồi lên liền em mã số 3 dùm cho em nè. Số 3 119 cho đang đang. Lên liền em mã số 3 119.000 dùm cho em. Mã 3 dùm cho em ha. Mấy chị ơi, mấy chị tối nha, tối em sẽ làm nhiều hàng hơn á tại vì giờ đây là có một bao thôi. Đây là mới một bao thôi nha, tổng cộng má trời luôn á mấy chị. 3.000 hàng rồi hết. 3 hộp châu. Nhiều mẫu lắm, với lại bữa nay hãy không đăng hình nữa nha mấy chị nha. Bữa nay like sẽ không đăng hình nữa nha mấy chị yêu nha. Vàng mà số 3 cho hồng vỏ. Mấy chị ơi, nâu dùm cho em. Lê liền em mã váy nâu cho em một cái điện thoại em cho mấy chị xem cái váy nâu này quá. Váy nâu dùm em 110 thôi, bán tặng mấy chị luôn nè, 99.000 luôn nè. Không lời lãi luôn, bán đi ăn luôn nè, có bán giá khác nha. Rồi chiều lấy chốt liền em mã váy nâu dùng cho em. Váy nâu này xinh lắm mấy chị ơi. Váy nâu này siêu đẹp luôn á. Chiều lấy nâu chốt nâu dùng cho em. Đâu là cái váy nâu mình nhập mất tiêu rồi đó. Váy nâu này có hình rồi mấy chị mà không biết để đâu mất tiêu rồi nè. Chờ lấy nâu chốt nâu dùng cho em. Lên liền em mã váy nâu em tặng cho mấy chị 99.000 luôn. Lên liền em mã nâu 99.000 dùng cho em. Nâu 99.000 đẹp lắm. Xíu em tắt xong em sẽ đăng story nha. Bữa nay Facebook của em không có đăng hình nữa nha mấy chị yêu nha. Không đăng hình nữa nha. Để đăng hình mấy bạn like theo yêu cầu ấy. Còn lên liền cho em mã nâu dùng cho em. Rồi bấm đi em. Nâu 99.000 em ạ. Ok chị Nguyễn Hồng Phúc nha. Ok chị. Nâu cho Nguyễn Phương Hà. Thế em tắt là em đăng bây giờ em điện thoại em nhiều hình quá mấy chị ơi không có tìm ra được nè. Nâu cho Nguyên. Nâu cho Nguyên Nguyên. Rồi cái này lên liền cho em mã hoa dùm cho em 60kg đổ lại. Nâu cho Ngọc Thanh. Rồi lên liền em mã hoa dùm cho em kẹt về cái đầm hoa này xinh nè. Nâu cho em nhõm nhẽo. Nó là nâu á chứ không phải là vàng đó chị bé em coi. Nâu á, màu nâu cây á. Rồi lên liền em mã hoa xanh dùm nâu cho bé Út. Rồi hoa xanh 99.000 dùm em. Lên liền em hoa xanh 99.000 dùm cho em. Rồi chốt liền em mã hoa xanh. Nâu cho Lê Bé Phương Anh. Rồi chốt liền em mã hoa xanh dùm. Nâu cho Hình Tú. Hoa xanh này mới kẹt chủng hàng luôn ấy. Chủng 100% hả. Nâu cho Ngân Ngu. Nâu cho Ngọc Thanh Võ. Thôi mà nâu ạ. Rồi lên liền em mã hoa xanh dùm cho em. Hoa xanh như mấy tình yêu nha. À, 99.000, chốt liền em mã hoa xanh 99.000 dùm em. Làm gì vậy? Cái cô này là tốt đẹp dữ chứ.
Rồi lên liền mấy mã hoa xanh 99 nghìn dùm chị. Hoa xanh nha mấy chị nha. Hoa xanh chị Nguyên. Hoa xanh cho Lan tròn. À, con này mấy chị nào xem cũng biết kìa. Lên liền mấy mã bèo dùm cho em 119 nghìn có con thôi. À, anh là vui cái gì vậy? À, anh là vui. Hoa xanh cho con tồn tại. Vô đường của Mỹ chứ. Rồi cái này ghi dùm cho em mã bèo dùm cho em. Bèo dùm cho em ha. Chốt là dùm cho em mã bèo 119 ngàn, em có một con duy nhất. Bèo dạ. Mai trôi. Dạ lấy bèo chút bèo. Bèo 119. 119. Bèo cho Dung Nhi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. 99 ngàn lên liền cho em mã số 1. Chốt liền em mã số 1 dùm cho em 99 ngàn. Con này mấy chị nào mà 65kg thì lấy cho em nè. Đẹp chưa? Tay bồng nha mấy chị yêu nha. Tay mà nó phải làm hai lớp á thì cái tay của nó mới bồng vô trong đây được nha mấy chị yêu nha. Đây nè. Ra chiều lấy thì chốt liền em mã số 1 dùm cho em. Số 1 99 ngàn cho Lê Vy. Tới liền em mã số 1 nha mấy chị yêu nha. Mã 1 dùm cho em. Rồi lên liền em mã số 2 89 ngàn dùm cho em. Phải không? Sao cái nó phải không? Sao mở ra cái tay sợ này. Rồi lên liền em mã số 2 Phương Thảo. Rồi lên liền em mã số 2 89 ngàn dùm cho em. Tối nha mấy chịu nha, tối hãy lên rất là nhiều luôn ấy. Giờ là chỉ có còn mẫu nào nữa không em. Em cảm ơn chị Linh Chibi nha, cảm ơn chị yêu nhiều. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em 89 ngàn một con đầm Barbidol nè mấy chị. Đầm Barbidol nha, lên liền em mã số 2 dùng cho em. Số 1 em hết rồi mà số 2 89 ngàn cho em ạ. Số 2 cho Phương Thảo Nguyễn. Rồi lên liền em mã số 3 dùng cho em 99 ngàn dùng cho em nè. Rồi lên liền em mã số 3 99 ngàn. Số 3 này 55kg đổ lại men vừa nha. Nó có túi cho mấy chị luôn, nguyên xét luôn nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nguyên set luôn 55kg đổ lại á, mã số 3 dùng cho em 99.000 cái set này so ra chỉ mua được một cái thôi. Đây nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi chốt liền em mã số 3 99.000 dùng cho em. Số 2 xong đô. Số 3 này là nguyên một set luôn. Số 2 duyên sen 99.000 thật sự luôn, chỉ mua được con áo này thôi nè mấy chị. Số 2 cho Bình Phương Thảo. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em. Lên mã số 3 cho em 99 ngàn ạ. Kim em mã số 3 99 ngàn dùng cho em ha. Mấy chị ơi, tối có nhiều hàng lắm nha. Rồi tối em còn ra thêm cho mấy chị nữa. Tại vì cái này nó có mẫu lại nữa. Số 3 lên cho em như Hồng Khoa. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền em mã số 4 99 ngàn. Quần nào 79 chứ. Ờ đúng không? Rồi lên liền em mã số 4 dùng cho em 99 ngàn dùng. Số 3 cho đi ông Phạm. Rồi chốt liền em mã số 4 99 ngàn. Rồi chốt liền em mã số 4 nha mấy chị nha 99 ngàn dùng cho em. Số 3 cho Sương Đặng Ngọc Sương. Quần 79 ngàn. Rồi chắc là mạng của chị đi chạy nhé. Quần mấy chị hẹn quần. Chị Kim Tuyến Phan chị lấy xếp mã số 3 đúng không chị ơi? Quần hẹn mấy chị tối đi. Chốt đúng mã chứ mấy chị hả? Thì là quần chưa có soạn xong, váy cũng chưa có soạn xong. Cái đây là cắt lại một bao để like á. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 99 ngàn. Váy hoa xanh dùng cho em ha. Lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 99 ngàn. Em có cho mấy chị được một con duy nhất này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha. Rồi chân váy này em còn một con cuối cùng ấy. Chờ lấy thì chốt liền em mã chân váy 119 ngàn. Số 4 gì không tồn tại. Đây mấy chị. Chân váy này có một con duy nhất thôi nha. Duy nhất một con luôn á. Hết rồi mấy chị. Cho chị cái chân váy lưới đi mấy chị. Đó là 119 nè. À 99 nè. Rồi lên liền cho em mã chân váy duy nhất một con nha. À, size S, size M, size L đều mang ok hết mấy chị. S, M, L đều mang được hết nha. Chân váy lưới màu nâu tay á em.
Đó liền em mã chân váy dùm em 119. Chân váy dùm cho em 119. Cái chân váy nâu này nè mấy chị. Thật luôn á, em bán nửa luôn á, em nhập vô 129.000 rồi. Chân váy cho mày 1 phút. Đây, do là em bán nhầm 10 cái rồi, em mới nhớ là em mới xem deal lại á, là em nhập vô 129.000 rồi mấy chị. Mà lỡ like 119 rồi nên là thôi, tới luôn mấy chị. Chân váy lưới dùm cho em 119.000 dùm cho em. Kim tiến phan xét quần đùi xanh á. Đó. Ok chị. Rồi lên liền cho em mã xét dùm, à quên, chân váy lưới dùm cho em 119.000. SML rồi em ok nha. Riêng cái chân váy này okay, là bán nhỏ. Ok chị nhá. Riêng cái chân váy lưới này là bán lỗ luôn đó mấy chị, nha mấy chị yêu nha. Nên là chị nào chốt thì chốt dùm cho em mã chân váy lưới dùm cho em. Thật sự cái chân váy lưới này rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Đẹp lắm. À, size S, size M, size L đều mang ok hết, màu nâu tay á mấy chị, rất là đẹp luôn ha. Rồi lên liền cho em mã chân váy lưới dùm cho em 100 lên đúng mã chân váy lưới 119.000 dùm cho em. Giờ lấy thì chốt liền em mã chân váy lưới 119. Lên liền em mã chân váy lưới dùm cho em 119.000 dùm cho em. Chân váy lưới 119 nha. Giờ lấy thì chốt liền em mã lưới dùm cho em 119 dùm cho em. Lưới 119. Chân váy lưới vô hàng thì mình quên. Rồi lên liền em mã nâu dùm. Chân váy lưới vô hàng giống nghèo. Rồi lên liền em mã váy nâu 99.000 có một con. Váy nâu xe mờ 99.000 một con nhé. Nâu dùm cho em, sẽ lấy nâu chút nâu. Rồi lên cho em cái set này. Cái set này đẹp lắm. Cái set này là bán 99.000 nguyên một set luôn. Kèm đai này mấy chị 99.000. Size 52 cái rửa lạnh này ok nè, đẹp chưa? Cái này có phần rồi á. Bữa nay là không có phần nữa nha mấy chị nha. Hay không có phần nữa nên là các bạn cho dùng cho em ha. Rồi cái này chiều lấy thì chốt đi dùng cho em mã dùng cho em nè. Lên là dùng cho em mã này là mã set dùng cho em. À 99.000 có sỉ dùng cho em nè. Chiều lấy set chốt set dùng cho em ha. Set này đẹp lắm. 52 53 cái đủ lạnh này ok dùng cho em. Cái này các bạn tất riêng ra mặt cái quần cũng đẹp nữa luôn á. Lên liền cho em mã set 99.000, set này đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Có được có mấy set thôi, đẹp lắm. Siêu đẹp luôn á. Set 99 là như em cho chị. Cái liền em mã set 99.000. Kim Dung Trần. Tên liền em mã set dùm cho em 99.000. À, với em mặc hẹn mấy chị tối nha. Set 99 liền. Set 99 cho chị xong đô. Giờ lấy set cho set 99.000 dùm cho em. Set 99 là giúp em cho Phạm Kiều Dung. Rồi lên liền em mã bộ xô 89.000 có sỉ dùm thôi, em. Thôi mọi người còn nghe. Xuyên chính cho em Phan. Xuyên chính đi đằng ngọc xương thích mới chọn thêm cọp với em 200.000 mà tài khoản rồi chú tiếp gì nhỉ? Rồi cái này lên liền em mã bộ xô dùm cho em. Bộ xô dùm cho em ha. Bộ xô dùm cho ai với giá là 89.000 dùm cho em. Đầm chị mặc còn màu gì, đầm chị mặc thì không biết còn màu gì á, nhưng mà tối chị like nha, tối chị like cho. Nhiều lắm luôn á, quá trời mẫu. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em ha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho ai nè. Rồi lên liền cho em mã bộ xô dùm cho em 89.000 có sỉ dùm cho em. Xếp lan mai. Xếp lan mai. Đâu rồi đó. Ok, đợi lại xíu. Bộ xô xong đô. Bộ xô dùm cho em 89.000 dùm cho em. Lấy liền em mã bộ xô ha, có dùm em cái váy đó. Cái váy này đẹp nè mấy chị, có 3 con 99.000, váy này xinh lắm, size M. Bộ xô cho tuổi bao nhiêu? Xe 99 là mây phạm. Đây, váy 99.000. Bộ xô 89.000 bao nhiêu? Rồi cái này đi liền cho em mã số 10 dùm cho em ha. 99.000 dùm cho em, váy này siêu dễ thương luôn á, em thấy váy này đẹp lắm. Vừa á chị Hồng, vừa á chị Hồng, vừa á, đẹp mà, có coi giãn á chị Hồng. Để tối em coi còn em để cho. Rồi lên liền cho em mã, tại vì cái này mới có bao thôi mấy chị ơi. 10 bao lận. Rồi cái này ghi liền cho em mã số mấy thôi. Mã số 10 dùng cho em 99.000, váy này xinh lắm luôn á. Trời ơi, size M nha, cái này mặc vô nó y như một con set nha. Nhưng mà nó là váy dùng cho ải thì mặc vô các bạn, nói chung là mấy ai mà nhìn vô là tưởng đâu mặc set đó. Nhưng mà nó là váy liền á, mặc thoải mái lắm mấy chị, rất là đẹp luôn ha. Rồi chờ lấy thì chốt đi dùm cho em ha.
Tôi ghi dùm cho em cái mã này là mã số 10 dùm cho em. 99.000 size M, máy này rất là xinh luôn. Và bên trong của nó là có quần rồi nha mấy chị nha. Bên trong là có quần cho mình nè, nên là mặc rất là sướng luôn. Cái quần bên trong dày dặn lắm mấy chị. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã nha. Lên liền cho em mã số 10 dùm cho em. Với giá là 99.000, váy này rất là đẹp luôn. Nhìn nè mấy chị nè, nó phố nè. Con này là hàng váy lan lan á. Đây là poster cho mình nè. Xuất sắc luôn. Chị lấy chốt liền em mã số 10 dùm cho em. Lên liền em mã số 10 nha mấy chị nha. Mã số 10 dùm cho ai? Xích Loan. Xích Loan ở đâu ta? Giờ nó đi đâu rồi chị ơi? Em còn ở đâu rồi? Rồi chốt đi dùm cho em mẫu quần ngố size S này 79.000 dùm cho em. Ngố size S 79.000 có co giãn. Ok chị để video nha. Rồi lên liền em mẫu ngố dùm cho em. Đồ đồ em xíu mấy chị. Rồi chị lấy chút em mẫu ngố dùm cho em nè. Ngố size S dùm cho em với giá là 79.000. Size S nhưng mà mấy chị nào mà 50kg là mang ok dùm cho em ha. Tại vì nó có co giãn á. Lên liền cho em mẫu ngố dùm cho em. Ngố size S dùm em một con nè. Rồi ghi dùm cho em mã dùm cho em. Ngố S 79.000. Rồi lấy liền em mã váy set em dùm cho em 99.000. Set em này không đẹp dặn hải luôn á mấy chị. Nha mấy chị yêu nha, thật sự luôn. Cái set này bán 99.000, mấy bạn nhận hàng bạn không tin nó 99.000 luôn á nha. Nó đẹp không tì vết luôn nha mấy chị yêu nha. Quần này nhìn chắc quần dùm cho em ha. Các bạn mua được cái set quá trời rẻ luôn. 60kg đủ lại nên ok luôn. SML thì mang được. Set em dùm cho em. Sát kem 99.000 vô không Nguyễn? Cái này cho em mã sát kem dùm cho em ha. Một sát à? Ờ, có một sát thôi. Sát kem. Ờ, sát kem đó em nhớ là lúc nãy mình còn không biết còn hay không á. Bên kia. Rồi cái này chiều lấy thì chốt đi dùm cho em nè. Lên liền em mã hoa tím dùm cho em 89.000 dùm cho em. Lên liền em hoa sát kem một hồi còn nè. Rồi lên liền cho em mã hoa tím dùm cho em. Hoa tím dùm cho Hải nha, 89.000 dùm cho em nè. Lên liền em mã đầm hoa tím dùm cho em ở dưới của nó nè mấy chị yêu nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã hoa tím dùm cho em. Hoa tím dùm cho em, 89.000 dùm cho em nè. Hoa tím ha, mấy em mặc hàng mấy chị xấu nha. Giờ em không có làm hàng ra được á mấy chị, tại vì nó nhiều mẫu á. Sợ em like nó bị trùng á mấy chị. Cái kem nãy Hồng Khoa lấy rồi á Hồng Khoa. Đơn ngày 12 chưa gọi là sốt. Chứ thưa chị nha, ngày mai em gọi luôn ạ. Hoa tím 89.000 do không tồn tại. Rồi cái này ghi em mã chữ xanh. Hoa tím 89.000 cho em Phan. Rồi cái này chốt thì em mã chữ xanh 119 dùm cho em. Chữ xanh 119 dùm cho em. Hoa tím cho Trần Thư. Xếp lo em đi mua rồi. Hoa tím cho Nguyễn Phúc hai trái. Mỗi lần tháo kia luôn. Rồi chờ lấy thì chốt thì dùm cho em mã dùm cho em. Lên liền em mã chữ xanh dùm cho em 119.000 dùm cho em. Chữ xanh nha mấy chị yêu nha. Đầm chữ xanh 65kg đổ lạnh em ok dùm cho em. Lên liền em mã chữ xanh. Chữ xanh, chữ xanh. Đây mấy cái bộ này mấy chị. Lên liền cho em mã bộ dùm cho em ha. Rồi bộ này có bộ thôi. Rồi lên liền em mã bộ 109 dùm cho em. Bộ này là bộ Balenciaga dùm cho em. Balenciaga nha mấy chị nha. Với giá là 109.000 dùm cho em. 109.000 nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã bộ 109. Bộ này là quần bo ở dưới cho Hải nè. Lên liền cho em mã bộ dùm cho em ha. 109.000 dùm cho em. Bộ này xinh lắm mấy chị. Bộ Balenciaga dùm cho em. Bộ dài á, ít khi về bộ dài lắm mấy chị. Nhưng mà cái này đợt này người ta sale rẻ nên hãy về á. Bộ dài thường thường là hàng 108-109 một bộ á. 189 nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy bộ chất bộ giùm em 109. Bộ cho Mỹ Duyên Nguyễn. Bộ cho Mộc Mộc. Rồi lên liền cho em mã váy caro dùm cho em. Váy caro này em có được mấy con này mấy chị. Caro dùm cho em 119.000 dùm cho em. Váy caro nha mấy chị yêu nha. 119 dùm cho anh. Chờ lấy thì chốt liền em mã váy caro. Đây. Váy caro 119.000 dùm cho em. Bộ dài 65, 60kg đủ lại thôi chị. Không có gì hay nhũng nhẽo. Rồi cái này ghi liền dùm cho em nha mấy chị yêu nha.
Rồi ghi dùng cho em mã dùng cho ai nè. Rồi lên liền dùng cho em cái mã này là mã váy caro dùng cho em ha. Váy caro dùng cho em với giá là 119.000, sao cho mấy chị 55kg đổ lại em ok ha. Chào lấy thì chốt liền em mã váy caro nơ này hot lắm mấy chị. Em thấy tất cả cái shop nào cũng nhận order cái mẫu này luôn á. Trên giá 280 nha mấy chị nha. 280 á, chào lấy thì chốt liền em mã váy caro dùng cho em. Lên liền em mã váy caro nha mấy chị nha. Lên liền em mã váy caro. Đặng Ngọc Sương ơi, cọc với em 200.000 vào tài khoản rồi chốt chị nha. Chốt liền cho mình nhiều rồi chị ạ. Váy caro nha mấy chị nha. 119.000 có sỉ dùng cho em. Chào lấy thì chốt liền cho em. Lên cho mấy chị mấy cái chờ lấy liền mã váy caro 119 cho em. Đây cái này em còn hai bộ. Bộ xanh bộ kem 89.000, nốt hai mã này là hết bộ rồi đó. Chào lấy váy caro, chốt váy caro dùng cho em ha. Rồi lên liền em mã bộ Burberry dùng cho em nè. Hãy có cho mấy chị một bộ nha. Kèm cho mấy chị bộ xanh nè. Đây chị lấy bộ Burberry thì chốt bộ Burberry. Chị lấy bộ xanh thì chốt bộ xanh dùng cho em. 89.000 dùng cho em, chắc hơi bị phíp luôn đó. Cái bộ này là chắc vải lạnh đó mấy chị. Chị nào hỏi em mà mấy cái bộ lạnh đó, thì mấy chị lấy mấy cái bộ này cho Hải nè. Chắc rất là mát luôn. Bộ này bạn mặc sướng lắm. Ở nhà hay mang gì cũng được hết trơn á mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi chị lấy thì chốt liền em mã bộ Burberry cũng được ha. Hay là bộ xanh đều được hết. 89.000 một bộ thôi, bao rẻ cho mấy chị luôn. Ê, cái bộ này là hàng theo nè. Theo nha mấy chị nha. Chèo lấy thì chốt liền em mã bộ Burberry dùng cho em nè. Và bộ xanh nha mấy chị nha. Mỗi mã em có được hai bộ thôi. Lên liền em mã bộ xanh hay bộ Burberry gì cũng được hết. 89.000. Lên liền em mã ha. Burberry hay là xanh gì ok hết nha. Còn được mấy bộ nè. Burberry 89.000 cho hoa phan. Burberry 89.000 cho nhã nhã. Rồi lên cái này cho mấy chế nào đi du lịch. Đi du lịch chứ chế ơi. Bộ xanh cho thân Vương Hoàng Thị. Ủa, dù cho em mấy bộ bước ra đây. Ba bộ luôn rồi. Đi du lịch bộ. Đây mấy chị, 119.000 set 24 dùm cho em. Đây mấy chị nha. Một con áo màu nâu tay. Kèm cho mấy chị một con áo vi lê. Cho mấy chị nha. Tôi tắm rửa với em loài mấy chị. Đây mấy chị, set 24, 119.000. Cái này vi lê này các bạn để dành mang. Ví dụ như mình đi du lịch Đà Lạt cái này kia mấy chị. Với lại cái chất này nó rất là sướng nha. Nó không phải là hàng mà hàng len nha mấy chị nha. Nên là chất rất là đẹp luôn, mấy bạn cứ mang đi du lịch là ok luôn á. Rồi lên liền cho em mã set 24 dùm cho em. Set 24 dùm cho em 119.000 ha. Một con sơ mi nâu bèo nè mấy chị nè. Nó phối cho mấy chị màu đẹp lắm luôn. Kèm tay như thế này luôn ha. Chiều lấy thì chốt thì dùm cho em mã set 24 dùm cho em 119.000, đẹp lắm. 4 set này mấy chị. Được 4 set không? Chiều lấy thì chốt thì em mã set 24 dùm cho em. Cái dùm cho em mà xếp 24 mấy chị Hoa. Xếp mẫu 119 gì Hoa Nguyễn 170. Xếp 24. Cái dùm cho em mà xếp 24 dùm cho em 119.000. Rồi lên liền dùm cho em mã này nha mấy chị nha. Rồi lên liền dùm cho em mã bộ dùm cho em 119.000 dùm cho em. Rồi lên liền em mã bộ 109 chứ lộn. Đây mấy chị. Bộ 109 dùm cho em ha. À, 55kg đổ lại men ok. Chị nào mà cao tầm khoảng mét 6 á là mấy chị 60kg đổ lại men ok nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã bộ 109 dùm cho em nè. Chốt liền cho em mã bộ nha mấy chị nha. 109.000 dùm cho em. Hãy có cho mấy chị được 4 bộ. Lên liền em mã bộ dùm cho em 109. Thế nói cho chị Thu Nguyệt. Rồi lên liền cho em mã bộ nha mấy chị nha. 109.000 dùm cho em. Bộ 109 dùm cho em. Rồi chân váy này chị ăn nha. Size 50kg đủ làm em ok. Có được 1 con 2 con 2 con size M. 1 con size S 1 con size M. Tặng luôn cho mấy chị luôn 59.000. 1 con S 1 con M nha. Chị lấy size gì của mình size đó dùng cho em. Chân váy dùng cho em. Đây là chân váy nha. Chị lấy thì chốt là dùm em mã dùng cho em. Em mở cái bộ này nó xót ra đưa cho chị. Đấy là lộ này chị. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã chân váy dùm cho em. Chân váy xe lên size dùm cho em ha. Em tặng mấy chị 59.000. Em có size S với size M. Đây này mấy chị này. Hai cái tay của nó này. Đẹp chưa. Rồi lên size dùm cho Hải nha mấy chị nha. S và M dùm cho Hải. Bộ loan đây chị ơi. Giờ không nhớ cái bộ loan màu gì nữa. Đâu đâu. Ở đây.
cam nào vậy ta? Chắc luôn rồi. Có chưa lấy cây to chị đợi một chút. Đây bộ loan nha. Chú phải mờ bài chính này kêu tôi tố. Nè. Bộ loan đây ha, chị lấy loan màu gì của mình màu đỏ dùm cho em. Tôi ghi dùm cho em mã loan dùm cho em nè. Đây mấy chị. Loan này ghi dùm em mã loan xanh nè. Loan này ghi dùm em mã loan cam. 109 ngàn kèm màu dùm cho em. Cái này là loan, đây là loan xanh nha mấy chị nha. Và đây là loan cam đây cho dễ. Đây là mấy gì quên rồi. Đây cái này chị lấy chốt liền em hả nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã loan dùm cho em. Chị chuyển khoản cọc với em mấy chị hả? Đâu rồi, màu gì đâu. Đây chị lấy loan chốt liền em. Chị nào lấy màu gì của mình màu đó dùm cho em. Ông là loan hai màu hay gì cũng được hết. 109 ngàn dùm cho em. Đây set này còn một set duy nhất. Ơ hai màu cho Lily cho 109 của Thường Long. Chị vô cũng nhận một bộ. Rồi cái này chốt liền em mã set dùm cho em 89 ngàn có set nè. Rồi lên liền em mã set 89 ngàn duy nhất một set. Đây chế nào lấy set chốt set dùm cho em. 89 ngàn có một set duy nhất thôi. Còn set cuối cùng set cúng cùi luôn đó. Lên liền em mã set caro 89 ngàn dùm em. Có chị mang hết rồi em ơi. Có chị mang có chị like nha. Giờ chị không nhớ luôn. Rồi lên liền em mã áo 99 ngàn có 2 con. 89 ngàn tuyết sương. Rồi lên liền em mã áo 99 ngàn 2 con nè. Loan cam cho tiểu Vi Dương. Loan cam là cái loan em đang cầm. Vi đồn còn. Còn hết. Em lấy hết. Ở đây nè. Ở đây đúng không? Đây nè còn 2 bộ. Còn 1 bộ nè. Loan cam 109 cho tiểu Vi Dương nè. Rồi cái này còn lấy cho em mà áo 99 ngàn dùm cho em. Dễ thương lắm á chị. Và chờ lấy chốt liền em mà áo 99 ngàn. Màu xanh dương. Á à, màu xanh dương à. Màu xanh dương ở đây em. Đây màu xanh dương. Đó màu xanh lá. Và chờ lấy chốt liền em mà áo 99 ngàn dùm cho em. Con này là hàng len mông nha mấy chị nha. Cái nút của nó này chuẩn hàng lò 1 cho mấy chị luôn. Đây tim này mấy chị này. Tim nha mấy chị nha. Thôi chiều lấy thì chốt liền em mà áo 99 ngàn. Em có được có 2 con thôi. 2 con duy nhất nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em. Chị Vi Dương lấy bộ lùa này không em? Dễ thương nè. Có được có 1-2 bộ duy nhất nè. Bộ vịt. Ok chị Tiểu Vi Dương ạ. Ok. Đây bộ vịt dùm cho em 119 ngàn. Có 2 bộ thôi. Đây dễ thương không? Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã bộ vịt dùm cho em, 2 bộ duy nhất nha. Lấy liền cho em mã vịt dùm cho em nè. Vịt nha mấy chị yêu nha. Với giá là 119 ngàn. Lấy liền cho em mã vịt dùm cho em ha. Ngày mai hãy gửi cho chị Kiều Hương Tố. Ngày mai nha chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã bộ vịt dùm cho em, 119 ngàn dùm cho em, dễ thương lắm mấy chị. Mấy cái bộ lụa này là hàng cao cấp lắm. Hàng này hãy ôm xe mà được rẻ. 2 bộ cuối cùng luôn ấy. Hết lụa rồi. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã táo dùm cho em, 99 ngàn dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã táo, 99 ngàn dùm cho em. Táo nha mấy chị ơi nha, 99 ngàn. Táo hãy lên cho mấy chị nhiều quá một chút xíu hoa, giờ lên nó bị lẻ mấy chị. Cho chị cái hồng đó cho em. Giờ hãy lên nó bị lẻ nên là táo hãy lên, hãy soạn luôn một lần luôn, hãy like cho nó nhanh mấy chị ơi nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã bộ táo dùm cho em, 99 ngàn dùm cho em nè. Bộ táo dùng cho Hải nha, 99 ngàn. Hãy có cho mấy chị được mấy con đó táo. Đây mấy này chế nào chưa lấy thì chốt cho em 119 ngàn đúng không? Rồi lên liền em mã hồng dùng cho em. Hồng 119 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã hồng dùng cho Hải. Hồng nha mấy chị nha, 119 ngàn. Bộ dài. Bộ cuốn tì này là bộ đùi hay bộ dài? Như là hồng bộ đùi. Từ hay giờ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Xét tối chị lên ha, giờ chị không có soạn ra kịp ấy. Giờ like một cái hai cái mới chịu nha. Chứ tối biết đâu nó có nhiều á mấy chị. Nhưng mới chịu nha nên là không có dám bóc hàng ra. Rồi chiều lại thì chốt thì dùm cho em mã váy hồng dùm cho em. 119 ngàn dùm em. Hồng 119 dùm cho em. Lên liền em mã bộ váy hồng dùm em 119. Rồi cái này bộ đùi nè, 99 ngàn.
Rồi Lê Liềm em mở bộ đùi 99 ngàn dùng cho em nè. Trời ơi cái bộ này xinh lắm luôn á trời. Giờ em sắp tắt like rồi chứ không em nhảy ra em mặc bộ này cho mấy chị xem á. Bộ này xinh lắm. Hàng theo nè mấy chị nè. Hàng theo nha mấy chị nha. Xem tương tác cho Hải với. Để Hải biết Hải like clip còn không thì tối Hải like cho mấy chị ha. Rồi chiều lấy thì chốt đi dùng cho em, mã dùng cho em. Bộ Gucci dùng cho em với giá là 99 ngàn dùng cho em. Bộ đùi nha, bộ này xịn sò lắm luôn. Con này bạn mặc đi chơi này kia được nha mấy chị nha. Chứ không phải là mặc ở nhà này kia đâu mấy chị. Tại vì cái bộ này chắc rất là đẹp luôn. 99 ngàn, chiều lấy thì chốt liền em mã bộ 99 ngàn dùng cho em. Lấy liền cho em mã bộ 99 ngàn nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã bộ 99 ngàn. Thôi em bắt like, trưa tối em like cho mấy chị ha. Chứ giờ lại không biết xem cái gì. Bộ Gucci nó vẫn hoàn thị. Có em lại tiếp cho mấy chị đi. À chứ còn lên cho mấy chị nó cháu không. Xin hút cho mấy chị mấy cái áo không nè. Cho em xem chân quái tay to đi. Tối lên nha chị. Ôi chân quái chưa có soạn. Cái gì cũng chưa soạn trơn ấy. Thật sự luôn. Rồi lên liền em mặc áo gấu 59 ngàn dùm cho em. Bộ đùi đó 60kg đổ lại nha chị nha. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu dùng cho em. À đúng rồi. Cho chị nhé cái mẫu lẻ. Cục lẻ rồi nó đúng không. Rồi em sẽ lên mẫu lẻ nha mấy chị nha. Mẫu hàng bôn. Hàng của khách không đủ đơn này kia. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã áo phong 59 ngàn dùng đi. Phong gấu nha mấy chị nha. 59 ngàn phong gấu này đẹp nè. Phong to nè. Cái phong này mặc dễ thương lắm. Mặc quần ngố này kia mấy chị. Có chị nào mua quần ngố không? Quần ngố hộp phải còn mấy cái á, chờ lấy ngố thì ghi ngố giùm cho em, để tí em lên, em lấy cho mấy chị luôn ha. Rồi cái này lên liền cho em mẫu quần giùm cho em nè. Quần giùm cho Hải nha mấy chị nha, 79 ngàn giùm cho em. Đây em lên mấy cái mẫu lẻ nha mấy chị nha, xả cho mấy chị luôn. Trời mấy cái làm nó quá trời người chốt luôn á. Rồi lên liền em mở quần 79 ngàn dùng cho em. Quần này không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn á. Chắc đẹp lắm. 60kg đổ lại nè ok dùng cho em luôn. SML đều mang được hết. Quần nha mấy chị nha. Quần ngố dùng cho em. Rồi lên liền cho em mở quần ngố dùng cho em. 79 ngàn dùng trải nè. Lên liền em mở quần ngố. Quần ngố này SML đều mang ok hết. SML, XL dũng được hết á. Quần 79 thanh quân hoàng thị 79 ngàn. Quần mà có cái bao này nè mấy chị. Đây liền em mở quần 79 ngàn. Quần 79 cho chào My. Quần 79 cho chị Thu Thị Phạm. Quần 79 trà mây có rồi. Gì tốt rồi. Váy này có duy nhất một con 119 ngàn. Lên liền em mã váy duy nhất. Một con cuối cùng một con cúng cùi luôn. 119 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền em mã váy 119. Váy 119 dùng cho em ha. Quần ngố trái cây lượm. Rồi lên liền em mã váy 119 dùng cho em mấy chị. Váy 119 nha, em có một con thôi nè. Một con duy nhất váy 119. À, quần đen còn một cái nè. Nè anh gấp để anh. Quần đen còn một con nè, chị nào lúc nãy hỏi em nè. 69 ngàn. Hết rồi đó. Đây, một con cuối cùng luôn. Và chờ lấy chốt liền em mã quần đen dùng cho em. Rồi lên liền cho em mẫu quần đen mấy chị, 69 ngàn nè. Quần đen dùng cho Hải nha, 69 ngàn có 1 cái thôi, cái nào lấy đi. Đây nè, nãy cái nào mới hỏi gì em luôn á, còn em bán hết nè. Một con chờ lấy chút liền cho Hải. Rồi bắt đầu em lên mấy cái hàng này nha. Mấy cái hàng mà, mấy chế mà chốt. Rồi lên liền cho em mà áo bèo tặng luôn cho mấy chị 59 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mà áo bèo nha mấy chị nha. Mấy chị cho Hải xin một nút like tương tác quá. Thả tim thả like cho Hải với nha. Để Hải xả cái hàng này Hải quên mất tiêu à. Hải kêu bắt like mà thôi.
để sale nốt mấy cái hàng này luôn. 59.000 lên liền em mã áo bèo 59.000 dùm chị. Bèo nha mấy triệu nha. Lên liền em mã sơ mi bèo 59.000 có 1 con thôi nè. Trời 95.000 đó mấy chị. 95.000 ha. Chờ lấy thì chốt liền em mã sơ mi bèo dùm chị, 1 con nha. Áo bèo 59 cho chị Kim Dung Trần. Rồi cái này ghi dùng cho em mã áo tim dùm cho em nè, 49.000. Rồi lên liền cho em mã áo tim 49.000 em có 1 con nè. Phong dùm cho em, lên liền em mã phong tim nha mấy chị nha. Phong tim dùm cho em 49.000 em có 1 con nè. Phong tim, chốt liền em mã phong tim dùm cho em 49.000. Phong tim dùm cho Hải nha, 49.000 Hải có 1 con nè. Rồi Hải lai nốt mấy cái hàng này luôn mấy chị. Rồi lên liền em mã phong trắng dùm cho em 49.000 dùm cho em. Rồi chốt liền em mã phong trắng 49.000, phong tim đẹp lắm nha. Mua áo phong mang đi mấy chị. Áo phong siêu đẹp luôn. Rồi lên liền em mã phong trắng 49.000 dùm cho em. Phong trắng mấy chị, chốt liền em mã phong trắng 49.000 dùm cho em có 1 con. Mấy chị mua áo phong này mặc đi, đẹp lắm. 49.000 một cái áo phong. Về mặc quần ngố này kia nha. Phong trắng 49.000 dùm cho em. Rồi lên liền em loan dùm cho em nè. Rồi chốt liền em mã loan tặng luôn 59.000 luôn. Rồi chốt liền em mã áo loan 59.000 có 1 con thôi nè. Loan nha mấy chị nha, loan chắc con Mỹ 59.000. Thiệt tự luôn mấy nhỏ. Nè, cái áo này không có hàng loan. Rồi kia dùng cho em mã trắng dùng cho em. Xả luôn cho mấy chị 79.000 luôn. Lên liền em mã trắng xô 79.000. Rồi lấy áo loan, chốt áo loan 59.000 dùng cho em. Rồi lên liền em mã áo xô dùng cho em nè. Rồi chứ nào mà mua áo xô nè. Chị nào mua áo xô thì em cũng biết nha. Thôi em xả luôn 79.000 luôn. Rồi lên liền em mã áo xô 79.000 dùm cho em. Rồi con duy nhất nè. Áo xô 79 với chị xong đô. Rồi chốt đi dùm cho em mã bộ xanh dùm cho em nè. Xanh dùm cho Hải nha mấy chị nha. Bộ xanh này xả cho mấy chị luôn 79.000 luôn. Lên liền em mã bộ xanh 79.000. Bộ đắt xanh dùm cho em 79.000. Bộ đắt xanh mấy chị nhìn tắt mát dùm cho em ha. Em bán không bằng nửa giá ở ngoài luôn á nha mấy chị nha. Không bằng nửa giá ở ngoài đâu, mấy bạn đi mua cái bộ này 250 đó. Lên liền em mã bộ đắt xanh dùm cho em 79.000. Rồi lên liền em mã đầm thun xám dùm cho em 69.000 luôn. Rồi chốt liền em mã xám 69.000 dùm cho em. Xám 69.000 nha mấy chị nha. Con này là đầm thun dùm cho em nhưng mà sắc nách, nhưng mà có sắc nách tay con đó mấy chị, không phải là sắc nách sát như thế này nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã xám dùm cho em nè. Lên liền em mã đầm xám 69.000 dùm cho em. Đầm xám 65kg đổ lạnh em ok dùm cho em. Ôi ôi. Đầm xám cho chị Văn Nguyễn. Đây, lên liền em mã áo bèo dùm cho em. Áo bèo này lúc nãy bao nhiêu con rồi? 59.000, chốt em mã áo bèo 59.000 còn con này. Rồi chốt liền em mã áo bèo 59.000. Áo bèo 59.000 em còn một con duy nhất. Giờ lấy bèo, chốt bèo dùm cho em. 59.000 dùm cho em, bèo 59.000 cho em. Áo bèo 59 cho chị Ngọc Thanh. Rồi lên liền em mã body 59.000 luôn. Rồi chốt liền cho em mã body 59.000. Body 59.000 dùm em ha. Body kem này 55kg đổ lại á mấy chị. Body kem này có bóp ngực luôn á. Em thấy mùa hè như thế này các bạn mặc mấy cái đầm dây này xinh lắm luôn á. Xinh lắm, ví dụ như mình không thích mặc dây á thì mình có thể phối một con áo bèo, áo sơ mi này kia bên trong nha mấy chị nha. Ừ đúng rồi, ở đâu? Không phải. Tự nhiên mới mua nó mà cho mấy rồi. Hôm trước chị nhớ là chị đi vô hay là chị rớt ở trong cái hẻm kia rồi ta. Rồi cái này ghi liền cho em mã gắm 69.000 dùm cho em nè. Rồi cái này chị nào lấy thì chốt liền em mã đầm gắm 69.000. Rồi chốt liền cho em mã gắm 69.000 dùm em có 2 con nè. Cái này bán rẻ quá xong rồi chuẩn bị rớt lại. Nè mấy chị, đầm gắm này đẹp lắm. Chờ lấy gắm thì chốt gắm dùm cho em 69.000 dùm cho em. Lên liền em mã gắm 69.000 dùm cho em. Trời chắc đẹp lắm mấy chị ơi. Con gắm này mặc xuất sắc luôn. Lên liền cho em mã gắm dùm cho em ha. Gắm này eo 70 đổ lại thôi em. Eo 74 không vừa đâu.
Không, em ra nốt mã này thôi đi, chỗ nào mã phá đi. Và lên liền may mã bồ đát dùng cho em 139.000 dùng cho em. Lên liền may mã bồ đát 139.000. Rồi chốt liền may mã bồ đát 139.000 dùng cho em. Trời ơi, gắm đẹp lắm mấy chị. Xíu tắt lại sẽ đăng cái hình gắm cho mấy chị xem. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã bồ đát dùng cho Hải nha mấy chị nha. Rồi ghi dùng cho em mã bồ đát dùng cho em. Bồ đát dùng cho Hải nha, 139.000. Đát 139 với chị Trần Thị Lan Phương. Bồ đát dùng cho Hải. Rồi lên dùng cho em mã dùng cho em. Ok chị Thu Thị Phạm ha. Tối nhất chị đem cái hộp dài ở trong nhà đem ra chị tặng cho khách luôn. Có cái hộp dài chị đó là khách luôn. Lơ liềm cho em mã dùng cho em. Lơ liềm em mã hoa tím dùng cho em nè. Hoa tím nha mấy chị nha, 59.000 dùng cho em. Lơ liềm em mã hoa tím Yara 59.000. Hôm nay cho mấy chị nào mà 55kg đổ lại em ok. Bồ đát nó đẹp lắm, hàng nó theo quá tao phía trước luôn á chị. Bỏ. Rồi lơ liềm em mã hoa tím Yara dùng cho em nè. Hoa tím 59.000. Hoa tím 59 thì chị xong đô. Rồi cái này ghi em mã dùm 89.000 dùm cho em. Rồi chốt là dùm cho em mã dùm 89.000 có con. Rồi lên liền cho em mã dùm nha mấy chịu nha. Dùm dùm cho em 89.000, 55kg đổ lạnh em ok. Hãy có một con dùm nè. Chờ lấy dùm chút dùm dùm cho em 89.000 có con duy nhất thôi mấy chị. Kim em mã dùm 89.000 dùng cho Hải một con nha. Rồi lên liền em mã áo phong dùng cho em 49.000. Hãy có một con duy nhất nha. Phong dùng cho em hết hoa tím rồi mấy chị ơi. Hoa tím có một con thôi. Hoa tím có một con thôi nha. Rồi chị lấy cho em mã áo phong 49.000. Một con duy nhất. Phong trắng nha. Phong nè. Đó, cái nào mua con của nhà em cũng biết nha. Phong mặt xước hết 49.000. Chị lấy cho em mã phong trắng 49.000 dùng cho em. Đây liền em mã phong trắng dùng cho em 49.000. Rồi cái này ghi dùng cho em mã áo xám dùng cho em. Áo xám em tặng luôn cho mấy chị luôn 39.000. Xám cà rất tốt hàng theo 39.000. Phong trắng phong trắng cho chị Ngọc Thanh. Đây liền em mã xám ha. Rồi cái này ghi liền cho em mã đầm sơ mi dùng cho em nè 59.000. Rồi lên liền em mã đầm sơ mi 59.000 dùng cho em. Con này là đầm nha. Phong dài nè. Áo xám cho chị Hoa Phan. Mấy chị dài nha. Lên liềm em mã váy caro dùm cho em nè. Sơ mi váy dùm cho em ha. Váy caro dùm cho em 59.000 các con. Lên liềm em mã caro 59.000. Con đó đẹp lắm mấy chị. Váy mà dạng như dài á. Làm hãy mặc tấu hãy like cho mấy chị nha. Lúc nãy hãy like nó có 3 con thôi mấy chị. Rồi ghi dùm cho em mã xét dùm cho em 59.000 dùm cho em. Lên liềm cho em mã bộ đi 59.000. Cái đầm caro đó đẹp lắm mấy chị. Đầm caro đó họ mặc với lại mấy cái kiểu như là mang bếp này kia mấy chị rất là xinh luôn ấy. Rồi chờ lấy thì chốt đi giùm em mã bộ dùm cho em. Bộ vàng dùm cho em. Bộ vàng 59.000 dùm cho em. Lên liền em mã bộ vàng 59.000. Bộ vàng nha 59.000 dùm cho em. Chờ lấy thì chốt đi giùm cho em mã bộ 59.000 có con. Một con thôi. Còn thôi. Rồi hãy tắt like nha mấy chị nha. Tắt hãy like cho mấy chị ha. Rồi lên liềm cho em mã dùm cho em. Rồi hãy tắt like nha mấy chị nha. Hẹn gặp mấy chị tấu em like nha. Tấu này em lên rất là nhiều luôn. Váy em mang nè. Với lại có rất là nhiều mẫu nữa nha mấy chị nha. Vậy em không up hình nha mấy chị nha. Em chỉ up story thôi là video em đăng nha. Video em quay nha mấy chị nha. Bây giờ em không có up hình nữa nha mấy chị nha. Bắt đầu từ nay là em like á thì em sẽ không up hình trước nữa nha mấy chị nha. Để mấy chị biết đi sao không? Up hình trước có nhiều bạn á vô mấy chị cứ hỏi em là like mẫu này kia like mẫu này chưa, mẫu kia chưa, hay là cứ hối á mấy chị. Nên là em không có làm, không có đăng hình được nữa nha mấy chị nha. Hoặc là em sẽ đăng story cho mấy bạn nha. Hoặc là em chỉ đăng đúng một bài viết là chừng đó mẫu này kia thôi nha mấy chị nha. Chứ không đăng tất cả mẫu lên để mấy bạn cứ hối em á. Nên là em không có tập trung để like được á mấy chị nha mấy chị nha. Nên là bắt đầu từ đây sẽ không có đăng hình nhiều như ngày trước nữa nha mấy chị nha. Rồi bye mấy chị nha, hẹn gặp mấy chị tối nha. Tối nay lên rất là nhiều hàng luôn. Sen chẳng có đơn chưa em?
Rồi bye bye mấy chị nha. Bái em mang hẹn gặp mấy chị tối nha. Tối em sẽ lên cho mấy chị ha. Rồi bye bye mấy chị nha. Hãy cảm ơn mấy chị nhiều nha.